Chương 3280, tử vong tuyệt địa chỗ sâu sinh linh. Nhị tiểu thư, bà lão rất nhanh xông về phía rất xuống tại trong đình viện lãnh vô song. Hiện giờ lãnh vô song thân thể đã hư thối không còn hình dáng. Khí tức hết sức yếu ớt, thấy như vậy một màn, Lâm Phong không khỏi hơi hơi thở dài một tiếng, tại thời khắc này, hắn đối với lãnh vô song bất mãn cùng phẫn nộ cũng giảm bớt rất nhiều. Lãnh vô song tuy đáng hận cực kỳ, nhưng nàng đồng dạng là một cái cực kỳ đáng thương người. Có lẽ nhiều khi đáng thương người tất có chỗ đáng hận thế nhưng khi thấy người khác thảm trạng thời điểm phàm là có được thất tình lục dục tóm lại sẽ sanh ra một chút lòng thương hại bà lão trực tiếp đem lãnh vô song bế lên sau đó rất nhanh hướng phía tuyệt tình cung phương hướng phóng đi hiện giờ lãnh vô song tại bà lão trong mắt không còn là kia cái băng lãnh vô tình tuyệt tình cung cung chủ cũng không còn là kia cái mang nàng đả thương tuyệt tình cung cung chủ mà là nàng từ nhỏ nhìn đại nhị tiểu thư sớm biết hiện tại hà tất lúc trước Lâm Phong không khỏi tự nói, hắn rất nhanh đi theo, bởi vì hắn còn cần nhờ vào tại lực lượng lãnh vô song tương trợ lãnh vô tâm hóa giải cổ độc. Bởi vậy, Lâm Phong cũng không hy vọng thấy được lãnh vô song cứ như vậy chết đi. Rất nhanh, mọi người trở lại tuyệt tình cung, lãnh vô song bị bà lão đặt ở tuyệt tình thần điện hàn băng trên giường. Lãnh vô song hư thối thân thể bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Rất giống là một loại nguyền rùa, độc tổ nhỏ giọng nói, Lâm Phong cũng không khỏi gật gật đầu, xác thực cùng theo như lời độc tổ đồng dạng lãnh vô song hiện giờ tình huống giống như là thừa nhận một loại nào đó nguyền rủa đồng dạng mà nguyền rủa là kinh khủng nhất đồ vật một trong nhìn không thấy sờ không được vô cùng quỷ dị nhiều khi khó lòng phòng bị trên người lâm phong liền có nhiều loại đáng sợ nguyền rủa bất quá đã có một đoạn thời gian những cái này nguyền rủa chưa từng bạo phát có lẽ là bởi vì những cái này nguyền rủa lẫn nhau kiềm chế nguyên nhân bởi vậy mới không có bạo phát đem vô tâm để ở chỗ này a à đối đãi ta tỉnh lại, hội mang nàng chữa cho tốt, thế nhưng, ta có một cái yêu cầu, lãnh vô song mở mắt, nàng bây giờ hiển lộ có chút suy yếu, lại chặt chẽ địa nhìn chằm chằm Lâm Phong nói. Yêu cầu gì, Lâm Phong hỏi, giúp ta tìm hiểu tin tức về Bắc Huyền, lãnh vô song thanh âm run rẩy nói, lúc Vũ Văn Bắc Huyền thủ lúc ở bên ngoài, tuy, lãnh vô song một mực ở hiểu lầm lấy Vũ Văn Bắc Huyền, thế nhưng là tại lãnh vô song nội tâm chỗ sâu nhất. Nàng càng muốn nhìn thấy Vũ Văn Bắc Huyền bởi vậy lúc hắn thức tỉnh thời gian lâu hơn một chút sẽ trước đi xem một cái vũ văn bắc huyền chỉ là trong nội tâm cừu hận để cho nàng một lần lại một lần làm ra tổn thương chuyện vũ văn bắc huyền nhiều năm như vậy vũ văn bắc huyền chưa bao giờ oán trách qua nàng bởi vì vũ văn bắc huyền yêu nàng cho nên một mực thủ hộ ở chỗ này chưa từng rời đi thẳng đến vũ văn bắc huyền gặp nạn lãnh vô song mới biết được nguyên lai chính mình trước sau như một không có ly khai hắn thật đúng đang rời đi hắn thời điểm là thống khổ như vậy. Những năm nay sở dĩ như vậy cừu hận Vũ Văn Bắc Huyền, có lẽ không riêng gì bởi vì hoài nghi năm đó Vũ Văn Bắc Huyền nghi tình đừng luyến. Mấu chốt nhất nguyên nhân có lẽ là bởi vì chính mình đem đại tỷ chết, cũng đổ lỗi tại trên người Vũ Văn Bắc Huyền. Dù cho, đại tỷ năm đó là bị chính mình hành hạ chết, lãnh vô song nội tâm là phức tạp, nàng vốn là trời sinh tính đa nghi tính cách, còn có năm đó chuyện đã xảy ra. Để cho nàng trở nên càng ngày càng điên cuồng. Thế nhưng hiện giờ, lãnh vô song thầm nghĩ có thể tại một ngày kia, có thể phải nhìn, nữa Vũ Văn Bắc Huyền liếc một cái. Ngươi mặc dù không nói chuyện này, ta cũng sẽ tận lực tìm kiếm Vũ Văn Đại Thúc. Lâm Phong nói, đa tạ ngươi, hy vọng có thể là một cái hảo kết quả. Đợi ta trị liệu hảo vô tâm, ta sẽ không can thiệp nữa nhân sinh của nàng. Lãnh vô song nói, lập tức, lãnh vô song liền hôn mê. Thân thể của lãnh vô song tương đối không song, cũng không biết hội ngủ say bao lâu thời gian. Bà bà, Vô Tâm liền giao cho ngài chăm sóc, Lâm Phong nói, "Lâm công tử yên tâm, lão thân nhất định sẽ chiếu cố tốt Tam tiểu thư được." Bà lão nói, Lâm Phong gật gật đầu. Hắn thần niệm khẽ động, tại sơn hà giới chỉ bên trong ngủ say lãnh Vô Tâm bay ra. Bị Lâm Phong ôm ở trong lòng, đặt ở bạch ngọc hàn trên giường a, như vậy đối với thân thể của Tam tiểu thư có lợi." Bà lão nói, "Khảo." Lâm Phong đáp, "Lập tức." Hắn đem lãnh Vô Tâm đặt ở bên người lãnh vô xong, sau đó đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa lãnh vô tâm khuôn mặt chưa từng tại tuyệt tình cung đợi quá lâu thời gian liền cùng độc tổ tà tôn thánh giả hai đại quỷ đến một chỗ rời đi tuyệt tình cung tà tôn thánh giả người đi đến dục vọng nhìn qua quốc độ một chuyến để cho dục vọng nhìn qua quốc độ hỗ trợ tìm kiếm vũ văn đại thúc tung tích đồng thời đem tin tức truyền tới cửu châu đi để cho luân hồi tiên tông phát động hết thảy lực lượng cùng người mạch tìm kiếm vũ văn bắc huyền tung tích lâm phong nói vâng công tử thuộc hạ cái này đi làm Tà tôn thánh giả nhanh chóng nói, lập tức liền đi đến dục vọng, nhìn qua quốc độ đi, hy vọng có thể tìm đến Vũ Văn Đại Thúc. Lâm Phong thì thào lên tiếng, chưa từng nhìn thấy Vũ Văn Bắc Huyền thi thể, này liền cho Lâm Phong cho rằng Vũ Văn Bắc Huyền vẫn hy vọng còn sống. Phàm là có bất kỳ một chút hy vọng, Lâm Phong liền sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Đi thôi, Lâm Phong nói, lập tức cùng độc tổ, hai đại quỷ đế một chỗ rời đi. Kế tiếp Lâm Phong ý định đi mấy chỗ tử vong tuyệt địa nhìn một cái muốn lần nữa thăm dò một chút tử vong tuyệt địa hắn đi tới gần nhất tử vong tuyệt địa lạc thần nhai nơi này lâm phong mấy lần tiến nhập qua nơi đây biết lạc thần nhai rốt cuộc là cỡ nào nguy hiểm một chỗ thậm chí lạc thần nhai cái chỗ này còn phong ấn lấy hóa huyết ma đao kiện cổ ma này khí ngoại giới không biết có bao nhiêu tu sĩ hàng nhái hóa huyết ma đao chế tạo ra đủ loại ma đao mà còn lấy hóa huyết ma đao bốn chữ tiến hành mệnh danh thế nhưng những cái kia đều là đồ giả mạo Chân chính hóa huyết ma đao chưa thiên trong đó chỉ có lạc thần nhai bên trong bị chân áp chuôi này hóa huyết ma đao. Khủng bố tuyệt luân, Lâm Phong lại ý định về sau thu hóa huyết ma đao vì mình sử dụng. Thế nhưng hắn biết, hóa huyết ma đao cái này chí bảo không phải dễ dàng như vậy thu. Muốn thu hóa huyết ma đao, cần thực lực cường đại, Lâm Phong tránh được hóa huyết ma đao chỗ khu vực đi tới tử vong tuyệt địa chỗ sâu nhất. Chỗ đó có một tòa vực sâu, dưới vực sâu mặt lượn lờ lấy vô tận ma khí. Khí tức kinh khủng từ chỗ sâu trong tràn ngập mà ra. Mặc dù lấy lâm phong tu vi hiện tại, đều có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Không biết sống chết, cũng dám đi tới đây. Vực sâu chỗ sâu trong, có âm thanh băng lãnh vang lên. Khác chế một ít, chúa tể đại nhân cùng hắn có giao tình. Mặt khác một giọng nói nói. Thật không rõ, chúa tể đại nhân như vậy tồn tại, vì cái gì cùng như vậy kiến hôi sản sinh cùng xuất hiện. Đạo thứ ba thanh âm truyền ra. Không biết, ai có thể đoán được chúa tể đại nhân trong nội tâm nghĩ cái gì đâu này. Đạo thứ tư thanh âm thì là một cô gái thanh âm. Chúa tể đại nhân đang tại ngủ say, không cần ồn ào tỉnh chúa tể đại nhân. Đạo thứ năm thanh âm truyền ra, đây là một giọng già nua. Này đạo thanh âm, như là vượt qua kỷ nguyên trường hà, rồi mới truyền tới thế giới này thanh âm. Quyển sách đến từ, chương 3281, Lạc Thần. Lâm Phong nhìn qua phía dưới vực sâu suy nghĩ xuất thần còn từng nhớ rõ lúc trước thiếu chút nữa bị hóa huyết ma đao chu sát là một người thần bí tiểu cô nương cứu mình người kia tiểu cô nương lượn lờ trong hỗn độn chính mình không thấy rõ bộ dáng của nàng lâm phong một mực hoài nghi người kia tiểu cô nương là một tôn khu cấm sinh linh hiện giờ thấy được trước mắt chỗ này vực sâu lâm phong bỗng nhiên lần nữa nghĩ tới người kia tiểu cô nương nàng cứ ở chỗ này sao công tử cái chỗ này không nên tiếp tục thăm dò mặc dù bên trong cất dấu thiên đại bí mật nhưng ta cảm giác nếu là chúng ta cố ý thăm dò, sợ là sẽ phải ném đi tánh mạng. Độc tổ thần sắc ngưng trọng nói. Đi tới đây, hắn cảm giác rất không an. Thối lui a, à, hôm nay chúng ta không giết các ngươi. Một giọng nói bỗng nhiên từ trong vực sâu truyền ra. Lâm Phong hỏi, tiểu cô nương kia cũng ở trong đây sao? Tiểu cô nương, vực sâu chỗ sâu nhất, mấy tôn cổ xưa tồn tại đều là một bộ hai mặt nhìn nhau bộ dáng. Đón lấy, mỗi người cũng không khỏi lộ ra cười khổ thậm chí có người dám xưng chúa tể đại nhân vì tiểu cô nương loại chuyện này nếu là truyền đi không biết sẽ khiến hạng gì rung động cảnh tượng nha không nên hỏi sự tình thì không muốn hỏi khuyên ngươi một câu không muốn đối với tử vong tuyệt địa tốt như vậy kỳ ngươi có thể đi đến nơi này là vì năm đó chúa tể đại nhân đã cứu ngươi chúng ta bởi vậy chưa từng gạt bỏ ngươi nhưng hắn tử vong tuyệt địa sinh linh cùng ngươi không có giao tình gì ngươi tùy tiện thăm dò chỉ còn đường chết đến lúc sau không ai có thể cứu ngươi đón lấy đạo kia thanh âm lần nữa truyền ra đạo kia thanh âm rơi xuống một cỗ năng lượng cường đại quấn lấy lâm phong độc tổ hai đại quỷ đế cỗ này năng lượng cường đại xé rách hư không đem lâm phong bốn người tặng ra ngoài lúc lâm phong bốn người lần nữa xuất hiện thời điểm bọn họ đã đi tới lạc thần nhai bên ngoài chúa tể chúa tể lâm phong không khỏi hơi hơi nhíu mày chúa tể hai chữ không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể gọi lâm phong năm đó nghe nói Dị vực sinh linh bên trong liền có chúa tể xương hô như vậy Ngoài ra, phế thổ bên trong cũng có chúa tể xương hô như vậy Lâm Phong không biết tử vong tuyệt địa bên trong chúa tể Có phải hay không cùng dị vực sinh linh cũng hoặc là phế thổ bên trong sinh linh có quan hệ Nhưng mà kể có hay không có quan hệ, Lâm Phong rõ ràng Tử vong tuyệt địa ở trong chúa tể Tuyệt đối là chư thiên vạn giới kinh khủng nhất tồn tại một trong Lâm Phong suy nghĩ một phen, bỏ qua thăm dò cái khác mấy chỗ tử vong tuyệt địa kế tiếp một đoạn thời gian hắn đi một chuyến hoa quả sơn đi một chuyến dục vọng nhìn qua quốc độ rời đi thiên võ đại lục lúc trước lâm phong ý định lại đi đến thần phó chỗ thạch điện nhìn một cái thần phó là tiếng tăm lừng lẫy trúc âm cái này lão già lúc trước đoạt xá lâm phong thất bại sau đó báo cho lâm phong hắn sắp sửa gỗ mục thọ nguyên không nhiều ý định phản hồi thạch điện đi đến chính mình cuối cùng một đoạn sinh mệnh lâm phong vừa bắt đầu đã tin tưởng thần phó lời nói này thẳng đến hắn tại lâu lan đảo xuất hiện thời điểm, lại một lần gặp được thần phó. Chẳng qua lúc ấy thần phó thần sắc vội vàng, cũng không phát hiện lâm phong. Cổ xưa mà u ám rừng nhiệt đới chỗ sâu trong, trầm thấp gào to thỉnh thoảng truyền ra. Hơn 10 tôn hoàng kim cự nhân thủ hộ thạch điện, nay tòa thạch điện, tại những hoàng kim cự nhân này trong mắt là thần thánh vô cùng thần điện. Hoàng kim cự nhân chu sát vài đầu cự thú, hiện giờ ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa biên đối với cự thú mở ngực bể bụng bắt đầu chuẩn bị chúng bữa tối. Thạch điện chỗ sâu trong không gian, dầm dầm thanh âm không ngừng truyền ra, bị khốn trụ nữ tử tại vùng vẫy, muốn tránh thoát xiềng xích trói buộc. Nàng một đôi mắt tràn ngập cừu hận cùng oán độc nhìn về phía xuất hiện thần phó. Ta đã già, ngươi cũng đã già, thật sự là hoài niệm thanh xuân thời điểm. Lúc trước vốn tưởng rằng có thể đoạt xá thành công, trở lại tuổi thanh xuân không bao lâu, nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại, có lẽ cái này chính là mệnh trung chú định sự tình A, à, nhất định vô pháp cải biến. Thần phó đối với cô gái kia nói, nữ tử nói, có lẽ sẽ xuất hiện một ít để cho ngươi chuẩn bị không kịp sự tình. Ta một mực tin tưởng vững chắc một cái đạo lý, ác giả ác báo, ác nhân tự có thiên thu. Thần phó bỗng nhiên phát ra kiệt 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 cười quái dị thanh âm, hắn nhìn hướng nữ tử nói, lạc thần. Liền ngươi cũng hiểu được ta là ác nhân sao? Lạc thần, nhân tộc thủy tổ phục hy chi nữ. Phục hy, thế nhưng là nhân tộc tam hoàng một trong. Nguyên lai thần phó cầm tù nữ tử, vậy mà thật sự chính là lạc thần. Năm đó vô số người trong suy nghĩ tuyệt đại nữ thần. Chẳng lẽ không đúng sao? Lạc Thần cười lạnh nói, vừa lúc đó, Thần Phó hít mắt, nói, có cố nhân đến. Bên ngoài, Lâm Phong, độc tổ, tà tôn thánh giả, hai đại quỷ đế một chỗ tiến nhập thạch điện ở trong. Trên đường thời điểm, Lâm Phong đã kỹ càng đem thân phận Thần Phó nói cho bốn người. Đồng thời, Lâm Phong để cho mọi người đề phòng Thần Phó cái này lão già. Cái này lão già sinh mệnh tuy đi tới phần cuối, nhưng như cũng không thể khinh thường hơn nữa lâm phong cảm giác trên người thần phó cất dấu bí mật hiện giờ lâm phong tìm kiếm thần phó chính là muốn thăm dò một chút thần phó đại điện ở trong từng tòa thạch quan tản ra âm lãnh khí tức kinh khủng đã lâu không gặp không ngờ tới tiểu hữu hội đi tới đây trong bóng tối thần phó đi ra thân thể của hắn nhìn nhìn rất già nua tùy thời tùy chỗ đều muốn nhập thổ vi an thế nhưng tu vi của hắn cũng rất cường đại không người nào dám khinh thường thần phó Chúc âm tiền bối là hoan nghênh ta tới đâu này, hay là không chào đón ta tới?" Lâm Phong híp mắt hỏi. "Đương nhiên hoan nghênh, chúng ta xem như bằng hữu, không phải sao?" Thần Phó nhếch miệng nói. Lâm Phong không khỏi trợn trắng mắt, "Thần Phó cái này lão già thật đúng là đủ không biết xấu hổ." Vậy mà không biết xấu hổ nói hai người bọn họ là bằng hữu. Lúc trước Lâm Phong thiếu chút nữa đã bị lão già này cho đoạt xá. Nếu không phải kiêng kỵ lão già này thực lực, đã sớm tiêu diệt lão già này. Lâm Phong vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, không sai. Chúng ta đương nhiên là bằng hữu, hiện giờ bằng hữu đến nơi, muốn hướng bằng hữu của mình thỉnh giáo một sự tình. Không biết có thể, muốn thỉnh giáo cái gì? Thần phó bất động thanh sắc mà hỏi, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tam hoàng là như thế nào vẫn lạc? Lâm Phong hỏi, nhân tộc Tam hoàng, theo thứ tự là Phục Hy thị, Tọa Nhân thị, Thần Nông thị. Cũng có một loại thuyết pháp, Xưng Tam hoàng vì thiên địa nhân Tam hoàng thiên đại biểu cho thiên đạo minh mông, địa đại biểu cho vạn vật chi nguyên, người thay thế bề ngoài lấy giáo hóa vạn dân. Bởi vậy, tại nhân tộc tam hoàng bên trong, thiên hoàng chỉ chính là tọa nhân thị, địa hoàng chỉ chính là thần nông thị, nhân hoàng chỉ chính là phục hy thị. Đương nhiên, thiên địa nhân tam hoàng cũng là phong hào thần linh thời đại một loại phong hào. Tọa nhân thị, thần nông thị, phục hy thị là đời thứ nhất phong hào thần linh. Bọn họ còn có mới thiên địa nhân tam hoàng đản sinh. Nhưng làm đời sau người nhắc tới tam hoàng thời điểm, trên cơ bản theo như lời đều là tọa nhân thị, thần nông thị, phục hy thị ba vị thánh hoàng. Bọn họ đã chết tại trong chiến loạn, thần phó nói, chương 3282, vạch trần, lâm phong hỏi, kia một hồi chiến loạn, tình huống lúc đó rất phức tạp, liên lụy đến tiên thiên sinh linh, vượt qua kỷ nguyên sinh linh, cùng với dị vực sinh linh. Lúc đó, vô thần đình cùng cánh cổng vĩnh sinh bên trong không ngừng lưu truyền tới một ít vật chân quý, vì cướp đoạt những vật kia, rất nhiều thế lực hãm vào đại hỗn chiến. Nhân tộc cũng bị lan đến, lúc đó nhân tộc thế lực tuy cũng đã không kém, nhưng cùng một chút đỉnh cấp thế lực, vẫn còn có rất lớn tranh lệch. Cho nên tại loạn thế chỉ muốn sinh tồn được, thật sự là khó khăn. Tam Hoàng vì thủ vệ nhân tộc mà chiến, đã trải qua nhiều lần chiến đấu. Trước sau vẫn lạc, bọn họ thi cốt chôn ở nơi nào? Lâm Phong thanh âm trầm trọng mà hỏi, tuy trúc âm nói rất đơn giản, nhưng lâm phong như cũ có thể cảm nhận được thời đại kia nhân tộc khó khăn chết trận xa trường ra ngựa bọc thây nơi đó có thi thể đương nhiên có lẽ bị một số người mang đi chỉ là hậu nhân không biết mà thôi trúc âm nói sắc mặt của lâm phong càng khó coi tam hoàng là nhân tộc làm ra lớn như vậy cống hiến sau khi chết liền thi thể đều tìm không được sao thật sự là bi thương a à. cái kia niên đại là như thế này chết đi quá nhiều cường giả nhân mạng cỏ ti tiện trúc âm tiếp tục nói già nua con người chi cũng không khỏi lộ ra vẻ hồi ức. Năm đó đủ loại, hắn như cũ ký ức hãy còn mới mẻ, bọn họ đạo thống đâu này, hẳn là như vậy thất lạc, Lâm Phong không khỏi nhíu mày nói, Trúc Âm cười lạnh nói, như thế nào, hỏi nhiều như vậy, cuối cùng vẫn còn vây quanh đạo thống truyền thừa mặt, ta còn tưởng rằng ngươi là thật sự quan tâm tam hoàng, cuối cùng cũng bất quá chỉ là tại vì chính mình suy nghĩ. Lâm Phong thản nhiên nói, ta tự nhiên quan tâm chuyện tam hoàng, bọn họ thế nhưng là nhân tộc thủy tổ, là nhân tộc làm ra nhiều chuyện như vậy ta đối với tam hoàng kính nể như cuồn cuộn nước sông liên miên không dứt trúc âm không khỏi trợn trắng mắt lập tức liếc lâm phong liếc một cái hắn nói thật đúng là hội hướng mặt của mình thiếp vàng lâm phong nói thân là nhân tộc tu sĩ cần phải đem tam hoàng đạo thống phát dương quang đại cho nên nói người tới tìm ta kỳ thật là muốn hỏi tam hoàng chuyện đạo thống trúc âm hỏi đây chỉ là một trong những mục đích lâm phong nói Dừng lại một lát, Lâm Phong tiếp tục nói, chúng ta với tư cách là lão bằng hiếu, ta hướng người hỏi tam hoàng chuyện đạo thống, người chắc có lẽ không cự tuyệt trả lời ta đi. Trúc âm nói, đương nhiên sẽ không, thế nhưng ta cũng không biết tam hoàng đạo thống ở chỗ nào. Người không biết, Lâm Phong nhíu mày, trung quy cảm giác Trúc âm cũng không trò chuyện, đối với cái này cái lão già, Lâm Phong vẫn luôn là trong lòng còn có cảnh giới. Đương nhiên không biết, tam hoàng chuyện đạo thống, chỉ có tam hoàng hậu nhân biết, tam hoàng vẫn lạc, tam hoàng hậu người vì tam hoàng xây dựng phần mộ, có lẽ tại phần mộ chi có thể tìm đến tam hoàng đạo thống. Trúc âm nói, xem ra người cũng không biết phần mộ ở chỗ nào. Lâm Phong thản nhiên nói, không sai, ta xác thực không biết phần mộ ở nơi nào. Trúc âm trả lời, đa tạ người báo cho biết. Lâm Phong nói, lập tức hắn ý định rời đi. Trúc âm tuy tuổi lớn, tu vi đã sớm sụt, thế nhưng, như cũng không thể khinh thường. Bởi vậy, Lâm Phong cũng không tính cùng Trúc âm vạch mặt. Giữa bằng hiếu, Hoàn toàn không cần khách khí như vậy." Trúc Âm nói, Lâm Phong nói, tại hạ còn có chuyện cần phải đi xử lý, liền không ở nơi này dừng lại, cáo từ." Đi thong thả." Trúc Âm nói, tự mình đưa Lâm Phong mấy người ra ngoài. Thế nhưng là lúc này, Thạch Điện hạ mặt truyền tới một giọng nói, "Thả ta ra ngoài, đây là một người nữ tử thanh âm." Này đạo thanh âm khàn giọng mà khó nghe, Yết Hầu Dây Thanh đã sớm hô hư mất, lúc này đạo thanh âm truyền sau khi đi ra, sắc mặt của Trúc Âm đột nhiên biến đổi trúc âm mỗi lần sau khi đi ra đều biết phong tỏa dưới mặt đất thạch thất phòng ngừa thanh âm truyền tới nhưng lần này lạc thần thanh âm lại truyền ra hiển nhiên lạc thần nhất định là thông qua một ít đặc thù thủ đoạn mới làm được đây hết thảy bình thường lạc thần chưa bao giờ biểu hiện qua bất kỳ dị thường cái này mới khiến trúc âm lơ là sơ suất ai vậy thanh âm đang muốn rời đi lâm phong nhìn về phía trúc âm một cái không biết sống chết xâm nhập thạch điện nữ tu những năm nay ta rất cô độc mang nàng cầm tù cũng tốt có cái người nói chuyện trúc âm giải thích nói lập tức phung tay lên trận văn đan chéo hắn một lần nữa ra trì phong ấn dưới mặt đất không còn có thanh âm truyền tới thấy được lâm phong mục quang âm tình bất định đèn cầy sao sao như thế nào tiểu hữu chẳng lẽ là muốn để cho lão phu bỏ qua cô gái kia sao lâm phong vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói ta bỗng nhiên nghĩ tới một người người nào trúc âm hỏi lạc thần lâm phong nói Trúc âm thần sắc không thay đổi hỏi, vì cái gì ở thời điểm này nhắc đến lạc thần. Nàng mất đi nhiều năm, hiện giờ nhắc đến một cái mất đi người, là đúng mất đi người không tôn trọng. Lâm Phong nói các hạ thủ hộ tại Thạch Điện bên trong thời gian dài như vậy đều không cảm thấy cô đơn, vì cái gì gần nhất cảm giác được cô đơn. Sự tình xuất khác thường tất yếu yêu những lời này không biết các hạ là bằng không nghe nói qua đâu này. Lâm Tiểu Hữu là có ý gì? Hẳn là cảm thấy lão phu đang lừa gạt ngươi hay sao? Trúc âm trầm giọng hỏi có phải hay không lừa gạt ta không biết nhưng có một việc ta muốn xác nhận một chút ta muốn nhìn xem bị cầm tù cô gái kia là người nào con người của ta luôn luôn hảo tâm so sánh trọng chỉ là đơn thuần nhìn xem cô gái kia có phải hay không cái tiểu mỹ nhân hiện giờ thương hoa tiếc ngọc tật xấu phạm vào kính xin chúc âm tiền bối thành toàn lâm phong nói lẽ nào lại như vậy người nghĩ nhìn liền nhìn bố trí ta ở chỗ nào chúc âm thần sắc âm trầm nói phía dưới cầm tù chính là lạc thần hắn tự nhiên không có khả năng để cho Lâm Phong hạ xuống. Bằng không mà nói, nơi này bí mật muốn bại lộ, Lâm Phong thần sắc hờ hững nói, luôn miệng nói chúng ta là bằng hiếu, nhưng hiện tại ta cũng không có cảm giác được thành ý của ngươi ở chỗ nào, các hạ nếu như không đem Lâm mỗ người trở thành bằng hiếu, như vậy ta cũng không cần thiết cùng các hạ tại khách khí cái gì. Tiếng nói hạ xuống, Lâm Phong trực tiếp tế ra hắc long kiếm, tay hắn cầm hắc long kiếm, hướng phía trúc âm liền chém giết tới khi thấy trúc âm kia mặt âm trầm sắc thời điểm, Lâm Phong liền biết, hắn tám phần là đã đoán đúng. Tại thạch điện hạ mặt cầm tù nữ tử căn bản không phải vô ý chi xâm nhập nơi đây nữ tử. Rất có thể là năm đó biến mất vô tung phục hy chi nữ lạc thần. Lâm Phong tại sao có thể ngồi nhìn nhân tộc hủy tổ nữ nhi bị trúc âm đáng chém ngàn đao này ra hỏa tiếp tục cầm tù ở chỗ này. Tiêu diệt ra hỏa này, độc tổ cao giọng kêu lên, độc tổ tế ra vô cùng vô tận kịch độc hướng phía trúc âm bao phủ mà đi mà tà tôn thánh giả sắc bén móng vuốt chính là cường đại nhất pháp bảo, bay thẳng đến trúc âm chộp tới. Hai đại quỷ đế thì là tế ra hai cái xiềng xích, đó là tin đồn chi tỏa hồn liệp dây xích vì minh giới trí bảo, chuyên môn câu hồn tác phách. Là đoạn thời gian trước hai đại quỷ đế ngẫu nhiên đoạt được. Lâm phong cùng độc tổ, tà tôn thánh giả, hai đại quỷ đế một chỗ liên thủ thẳng hướng trúc âm. mươi 3283, đáng sợ bối bối. Trúc âm thực lực đầy đủ cường đại, bởi vậy mặc dù hiện giờ đã sắp sầu hết đèn tắt, lâm phong cũng sẽ không có mảy may đại ý địa phương. đối mặt với trúc âm cường giả như vậy, nếu là dám can đảm có một tia đại ý, đều có khả năng chết không có đất trôn thây. điểm này lâm phong hết sức rõ ràng. oanh khí tức kinh khủng từ thân thể của trúc âm bên trong phát ra. các ngươi nếu như muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. trúc âm thanh âm băng lãnh, đại thủ mở ra, chỉ thấy hắn một trường đánh tới, kia đánh giết mà đến một trường trực tiếp bao phủ lại Lâm Phong, độc tổ, tà tôn thánh giả, hai đại quỷ đế năm người. Một cái to lớn năng lượng đại thủ ấn ngưng tụ mà thành. Sau đó hướng phía năm người đánh giết mà đến, kia chỉ có thể số lượng nhiều thủ ấn ẩn chứa năng lượng ba động thật sự là khủng bố đến cực điểm. Làm cho người ta rung động, trúc âm không hổ là phong hào thần linh thời đại cường giả. Hiện giờ sinh mệnh đi tới phần cuối còn cường đại như vậy. Khó có thể tưởng tượng năm đó lão già này đỉnh phong thời điểm mạnh như thế nào. Lâm Phong vung tay lên, trong nháy mắt, Thiên Huyền Bảo Tháp cái này phòng ngự pháp bảo rất nhanh bay ra, sau đó lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Thiên Huyền Bảo Tháp tản mát ra cường đại phòng ngự màn hào quang bảo hộ ở năm người. Đồng thời Lâm Phong đám người công kích cùng trúc âm ngưng tụ ra tới kia chỉ có thể số lượng nhiều tay đụng vào nhau. Năm người liên thủ chặn lại kia chỉ có thể số lượng nhiều tay đại bộ phận lực công kích lượng. Kia chỉ có thể số lượng nhiều tay còn dư lại một phần lực lược thì là bị Thiên Huyền Bảo Tháp cho hóa giải được. Trúc âm thật sự là không ngờ tới, người bây giờ còn có như vậy chiến lực, thế nhưng, thuộc về người thời đại nhất định đã qua. Lâm Phong thần sắc hờ hững nhìn về phía Trúc Âm, trong tay chiến kiếm, tiếp tục hướng phía Trúc Âm chém giết mà đi, từng đạo óng ánh trói mắt kiếm mang phảng phất có thể bổ ra thiên địa. Uy lực của Hắc Long kiếm bị Lâm Phong thúc dục đến cực hạn. Cùng lúc đó, Lâm Phong tế ra từ trường, bá khí ngưng tụ mà thành từ trường trực tiếp đem Trúc Âm bao phủ ở trong đó. Tại từ trường dưới áp chế, trúc âm chiến lực giảm mạnh, cuối cùng, Lâm Phong tế ra thiên cổ cái này chí bảo, đông 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 thanh âm vang vọng thiên địa, thiên cổ lôi động, hiện ra rõ ràng thiên quân vạn mã, chỉ thấy kia thiên quân vạn mã, toàn bộ hướng phía trúc âm nghiền ép mà đi, vạn độc bá thiên bí quyết, độc tổ thì là thi triển ra chính mình cường đại nhất độc công một trong. Một mảnh kịch độc trường hà ngưng tụ mà thành, trực tiếp đem hư không ăn mòn dạn nứt, cái kia kịch độc trường hà thì là hướng phía trúc âm dũng mãnh lao tới, câu hồn, khóa phách hai đại quỷ đế xuất thủ trong tay bọn họ xiềng xích bay ra ngoài hai cái xiềng xích phía trên phù văn chấn động lên truyền tới từng đợt quỷ dị thanh âm loại kia quỷ dị thanh âm thật sự là tuyệt thế đại khủng bố có thể ảnh hưởng đến tu sĩ linh hồn trúc âm cũng bị ảnh hưởng đến chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện vô cùng vô tận ảo giác tà tôn thánh giả cả người thì là giống như kiện tuyệt thế thần binh đồng dạng rất nhanh xông về phía trúc âm tà tôn thánh giả là luyện thân thể vì thần binh bởi vậy cận chiến vô cùng mạnh mẽ cho nên tà tôn thánh giả giờ này khắc này nhờ vào tại lâm phong độc tổ hai đại quỷ đế kiềm chế trúc âm thời cơ rất nhanh tới gần trúc âm thủ đoạn của lâm phong tự nhiên không cần nhiều lời hết sức đáng sợ mà độc tổ tà tôn thánh giả hai đại quỷ đế cũng đều không phải là phổ thông đại đế bọn họ đều là cửu châu đại đế cửu châu đại đế so với thế giới khác đại đế cường đại rất nhiều còn có bốn người bọn họ từng người đều nắm giữ lấy cực kỳ lợi hại thủ đoạn bởi vậy lâm phong năm người công kích là cực kỳ khủng bố chưa giới thất thủ bỗng nhiên trúc âm thi triển ra một môn cực kỳ khủng bố thần thông môn thần thông này đánh ra ở phía sau hắn vậy mà hiện ra rõ ràng một tòa thần bí thế giới này tòa thần bí thế giới bao dung tinh không vô tận tinh vực vô tận thế giới thế nhưng là hiện giờ kia từng tòa tinh vực từng tòa thế giới thì là bị cuồn cuộn huyết sắc ma khí bao phủ loại kia huyết sắc ma khí là trúc âm ngưng tụ mà thành cũng không biết là một loại gì dạng đâu lực lượng vậy mà như thế mạnh mẽ. chư giới thất thủ môn thần thông này tuyệt đối là một môn khoáng của tuyệt kim cường đại thần thông. uy lực thật sự là mạnh mẽ đến cực điểm, trực tiếp chân sát mà đến. rầm rầm rầm, cùng với kia từng đạo mãnh liệt pha chạm thanh âm, lâm phong đám người thế công toàn bộ cũng bị hóa giải. hơn nữa, lâm phong mấy người cũng bị đánh bay ra ngoài. lâm phong cầm trong tay hắc long kiếm, thậm chí có thể cùng một chút đế quân cấp tu sĩ khác ganh đua cao thấp. Thế nhưng hiện giờ, liên hợp độc tổ đám người vậy mà đều không phải là đối thủ của trúc âm. Trúc âm cái này đồ của lão bất tử thật sự là quá cường đại. Này hoàn toàn không giống như là một cái chiến lực sụt, sắp sửa gỗ mục tu sĩ hẳn là có thực lực. Đi tìm chết, trúc âm buồn rười rượi nở nụ cười, chư giới thất thủ môn thần thông này tiếp tục hướng phía Lâm Phong đám người đánh giết mà đi. Nguy hiểm, sắc mặt của Lâm Phong hơi đổi, hắn cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức bao phủ toàn thân. Lâm Phong nhanh chóng thử tỉnh lại Hắc Long Kiếm Khí Linh. Hắc Long Kiếm Khí Linh chỉ cần có thể phục hồi qua. Đến lúc sau, uy lực của Hắc Long Kiếm sẽ trên phạm vi lớn đề thăng. Lúc đó, nói không chừng có thể đánh chết Trúc Âm cái này đồ của lão bất tử. Ea, ea. Ngay tại Lâm Phong thử tỉnh lại Hắc Long Kiếm Khí Linh thời điểm, bỗng nhiên Lâm Phong đã nghe được Bối Bối tiếng kêu. Bối Bối đã ngủ say nhiều năm, bởi vì Bối Bối đang tại gặp phải huyết mạch thức tỉnh. Tuy ngẫu nhiên tỉnh lại. Nhưng mỗi lần thức tỉnh đều là ăn hết đại lượng thiên tài địa bảo bổ sung thân thể năng lượng. Lập tức sẽ lần nữa hãm vào trong lúc ngủ say. Bối Bối sau khi tỉnh lại, bá, hào quang lóe lên, Bối Bối trực tiếp từ sơn hà giới chỉ thế giới bên trong biến mất. Sau một khắc, Bối Bối xuất hiện ở trúc âm sau lưng. Khi dễ Bối Bối đại ca, Bối Bối muốn đánh chết ngươi. Bối Bối kêu lên, trực tiếp huy động tiểu móng vuốt, trực tiếp trúc âm một móng vuốt đánh ra. Ong, trong nháy mắt bảy màu tiên chỉ từ bối bối móng vuốt bên trong bay ra những cái kia bảy màu tiên quang rất nhanh quét về phía trúc âm bối bối vừa mới sinh ra thời điểm liền nắm giữ lấy hư không mặc thủ đoạn của toa huống chi hiện tại loại thủ đoạn này cũng sớm đã vô cùng kỳ diệu cho nên bối bối xuất hiện sau lưng trúc âm trúc âm cũng không từng phát hiện thẳng đến nghe được bối bối thanh âm mới biết phía sau xuất hiện một người trúc âm tâm thần hoảng hốt muốn tránh né cũng đã đã chậm Phanh, bối bối đánh ra bảy màu tiên quang trực tiếp quét tại trên người Trúc Âm, đem Trúc Âm cho quét bay ra ngoài. Oa, Trúc Âm không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch như tờ giấy. Khó có thể tưởng tượng vừa mới bối bối một kích đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vậy mà đem Trúc Âm đánh thổ huyết. Ea, ea, bối bối đập bay Trúc Âm về sau kêu hai tiếng, tỉ mỉ đánh giá chính mình tiểu móng vuốt, tựa hồ đối với bản thân lực lượng giật mình hết sức. Lâm Phong đồng dạng vô cùng chấn kinh. Bối bối là lần thứ hai huyết mạch thức tỉnh, vậy mà đã cường đại như vậy sao? Hơn nữa tiểu gia hỏa này một mực không có như thế nào tu luyện qua. Trên cơ bản chính là ha ha ăn, ngủ ngủ ngủ. Theo lý thuyết, dù cho thức tỉnh huyết mạch, chính mình không tu luyện, tu vi cũng sẽ không quá cường đại. Nhưng bối bối lại không phải như vậy, quả thật đã cường đại đến làm cho người ta bất khả tư nghị trình độ. Chương 3284, giải cứu lạc thần. Tiểu trúc chít, ta muốn mạng của ngươi trúc âm trực tiếp gầm hét lên sau đó rất nhanh hướng phía bối bối đánh giết mà đi hận không thể đem bối bối cho tháo thành tám khối trúc âm cường đại như vậy tồn tại lại bị bối bối đánh thổ huyết này đã triệt để vượt ra khỏi trúc âm nhẫn nại trình độ hiện giờ trúc âm cảm giác thầm nghĩ giết đi bối bối một tiết mối hận trong lòng ê ea à, ê à, đại phôi đản để cho ngươi biết sự lợi hại của bối 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 thanh âm vẫn âm thanh hơi thở như trẻ đang bú Hắn này nhất tộc so sánh đặc thù, cũng không biết là chủng tộc gì. Có lẽ cần mấy trăm năm, thậm chí thời gian dài hơn mới có thể chân chính trưởng thành. Bởi vậy bối bối hiện tại vẫn thuộc về còn nhỏ giai đoạn. Bối bối dương nanh múa vuốt bộ dáng thật sự làm cho người ta có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Tiểu gia hỏa này toàn thân tuyết trắng bộ dáng thái quá mức đáng yêu. Bởi vậy, dù cho bối bối giả bộ như một bộ hung ác bộ dáng, có thể nhìn như cũ hết sức khả ái bất quá tiểu gia hỏa thực lực là rất cường đại. Lúc trúc âm vào tới bối bối trước người, một trưởng hướng phía bối bối đánh giết mà đi thời điểm. Thân thể của bối bối trong chớp mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Đợi đến bối bối lần nữa xuất hiện thời điểm, lại một lần xuất hiện ở trúc âm sau lưng. Đây là bối bối nắm giữ nghịch thiên năng lực, tiểu gia hỏa này năng lực nghịch thiên đến làm cho người ta không khỏi hơi bị ngạc nhiên thất sắc trình độ. Phanh, bối bối huy động tiểu móng vuốt đánh ra bảy màu tiên quang, Đạo kia bảy màu tiên quang lại một lần quét tại trúc âm thân, trực tiếp đem trúc âm cho quét bay ra ngoài. A, à, trúc âm không khỏi tức giận gầm hét lên, quả thật hận muốn điên, bởi vì hiện tại thật sự quá nghẹn khuất, hắn mạnh như thế độ đại tu vi, lại vô pháp đối với bối bối tạo thành bất kỳ tổn thương. Thú vị, thật sự là hảo hảo chơi, bối bối nở nụ cười, tiểu gia hỏa vậy mà cảm thấy trận này đại chiến chơi rất khá, điều này làm cho Lâm Phong đám người không khỏi lộ ra cười khổ biểu tình tiểu gia hỏa hay là quá tuổi nhỏ, chơi tâm so sánh trọng, dầm dầm dầm, bối bối xuất thủ, một kích đón lấy một kích vỗ vào trúc âm thân. Trúc âm liên tục nhận chịu 20 lần công kích, thân xương cốt cũng không biết bị bối bối vỗ gãy ít nhiều cây. Trúc âm quả thật sắp bị tức nổ, hận không thể đem bối bối cho phanh thây xé xác, thế nhưng, đối mặt với bối bối công kích, hắn căn bản không có phản kháng lực lượng, bởi vì, bối bối tốc độ thật sự là quá nhanh mấu chốt nhất hay là vô luận trúc âm thi triển ra cái dạng gì cấm cố thủ đoạn căn bản cấm cố không được thân thể của bối bối đây là trí mạng nhất một chút bối bối tuy tuổi nhỏ nhưng rất thông minh nó biết cùng trúc âm cao thủ như vậy quyết đấu không thể chính diện đối kháng trúc âm như vậy quá bị thua thiệt cho nên bối bối trong chốc lát vây quanh sau lưng của trúc âm trong chốc lát vây quanh âm đục bên trái trong chốc lát lại vây quanh trúc âm phía bên phải trúc âm là khó lòng phòng bị cuối cùng Trúc Âm bị bối bối đánh thành trọng thương, cùng lúc làm sạch ra hỏa này, Lâm Phong cười lạnh nói, cầm trong tay hắc long kiếm hướng phía Trúc Âm đánh tới. Độc tổ, tà tôn thánh giả, hai đại quỷ đế nhao nhao xuất thủ. Bồn tọa đỉnh phong thời kỳ nhúc nhích ngón tay có thể giết chết các ngươi những cái này kiến hôi. Thật sự là long dù chỗ nước cạn bị tôm đùa giỡn, hổ rơi đồng bằng bị khuyển lấn a. Các ngươi chờ, bồn tọa sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chúc Âm tức giận gầm hét lên, sau đó rất nhanh hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Hắn cái này cấp bậc cường giả muốn chạy trốn, lưu lại hắn gần như là không thể nào hoàn toàn sự tình. Cuối cùng, chúc Âm thuận lợi chạy ra ngoài, Lâm Phong đám người đuổi theo, chúc Âm cũng đã biến mất vô tung. Không thể đánh chết chúc Âm mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá chúc Âm thọ nguyên không nhiều, không cần thái quá mức kiêng kỵ người này. Hơn nữa Lâm Phong bên này cũng có biện pháp đối phó chúc Âm. Tiểu Gia Hỏa Người vậy mà trở nên lợi hại như vậy." Lâm Phong nhìn về phía Bối Bối kinh hỉ nói, "Ê a, à, ê a, à. Bối Bối người phần kiêu ngạo ngóc lên đầu dưa, Ôm ung ung, nhưng ngay sau đó Bối Bối bụng liền kêu lên, Tiểu Gia Hỏa đáng thương nhìn về phía Lâm Phong, bẩm đến Sơn Hà giới chỉ bên trong chịu chút linh quả a." Lâm Phong nói, nhắc đến ăn đồ vật, con mắt của Bối Bối nhất thời sáng sủa lại. Bối Bối chưa từng dừng lại, trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng. Tiểu Gia Hỏa quay trở về Sơn Hà giới chỉ chi bắt đầu cuồng ăn lâm phong bắt được các loại thiên tài địa bảo đi. Vật nhỏ này quá nghịch thiên, độc tổ đám người không khỏi cảm khái, lâm phong cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu, lập tức hắn nói, đi, chúng ta tiến vào thạch điện hạ mặt nhìn xem. Năm người thi triển ra độn thổ chi thuật, hướng phía phía dưới bỏ chạy, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện một tòa mật thất, lâm phong đám người tiến nhập mật thất chi, thấy được một cô gái bị cầm tù tại mật thất ở trong. Cô gái kia thấy có người đi vào, cũng ngẩng đầu nhìn hướng tiến nhập mật thất chi lâm phong đám người. Khi thấy cô gái kia dung nhan thời điểm, lâm phong nhất thời không khỏi sinh ra thán phục cảm giác. Đó là một chương đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông khuôn mặt. Bất kỳ ngôn ngữ, cũng không thể đi hình dung gương mặt đó chứng. Thần thoại truyền thuyết chi, lạc thần vốn là trong thiên hạ đẹp nhất nữ tử, đẹp đến làm cho người ta linh hồn đều hơi bị rung động trình độ. Như là bức hỏa cuộn tròn chi tiên tử, xinh đẹp như vậy động lòng người tuy lạc thần sống đến bây giờ tuổi tác đã rất lớn nhưng lạc thần tất nhiên là tu hữu chú nhan thuật có thể bảo trì dung nhan không già trăm triệu năm như cũng nghĩ lệ như xưa ngươi là lạc thần phục hy chi nữ lạc thần lâm phong hít sâu một hơi lập tức lên tiếng hỏi ngoại trừ lạc thần bên ngoài hắn thật sự là vô pháp nhớ tới ai còn có thể có được như vậy dung nhan không sai ta là lạc thần bị trúc âm đánh lén kích thương bị trúc âm cầm tù tại nơi này Lạc thần nói: "Nàng con người chi cuối cùng xuất hiện thần thái, nàng bị nhốt quá nhiều năm, thậm chí đã đoạn thoát khốn mà ra hy vọng. Nhưng hiện giờ, lại thấy được hy vọng, ta trước vì ngươi cởi bỏ xiềng xích." Lâm Phong nói, khóa trụ Lạc thần xiềng xích rất đặc biệt, có thể cấm cố pháp lực, một khi bị trói lại về sau, đem khó có thể tránh thoát. Lâm Phong huy động Hắc Long kiếm chém về phía những cái kia xiềng xích. Khanh khanh khanh, liên tiếp va chạm thanh âm truyền ra, bốn mảnh xiềng xích toàn bộ đứt đoạn có lẽ là bởi vì thời gian quá dài không thể tự do hoạt động. Bởi vậy lạc thần thân thể khó có thể đứng vững, mắt thấy muốn ngã nhào trên đất, lâm phong tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng lâu chủ lạc thần eo thon. Đa tạ công tử, lạc thần tự nhiên hào phóng, hướng lâm phong nói lời cảm tạ. Lạc thần ngàn vạn không nên khách khí, ngươi là ta nhân tộc thánh hoàng phục hy chi nữ, có thể nào nhìn thánh hoàng chi nữ gặp rủi ro mà không cứu đâu này. Ta giải cứu lạc thần, là chuyện đương nhiên sự tình. Lâm Phong nói dừng một chút hắn tiếp tục nói nơi đây không phải là chỗ nói chuyện chúng ta đi lại nói như thế nào khảo lạc thần gật gật đầu nói gần trong gang tắc thấy được lạc thần kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt mới biết được cô gái này đến cùng đẹp đến loại trình độ nào quả thực là tạo hóa hoàn mỹ nhất kiệt tác xinh đẹp làm cho người ta không dám đi nhìn thẳng nàng kia trương tuyệt mỹ dung nhan bởi vì nhìn nhiều liếc một cái đều là đối với lạc thần dâm loạn khinh chương 3285, bất tử giới tồn tại cùng chúa tể đế tộc dòng họ. Lâm Phong ôm lạc thần eo thon hướng phía mặt bay đi. Thần thoại truyền thuyết chi nữ tử, hiện giờ bên người tự mình, loại cảm giác này, thật sự là thật là khéo. Cũng quá mức tại không thể tưởng tượng, lạc thần như vậy nữ tử, tự nhiên có vô số truyền thuyết. Thậm chí có một tên nho gia đại nho đã từng viết xuống một văn chương. Này văn chương lưu truyền trăm triệu năm, ai cũng khoái, bị vô số người truyền tụng vì kinh điển. Này văn chương, liền gọi là lạc thần phú. Viết ra này văn chương đại nho nghe nói năm đó đã từng xa xa đã từng gặp lạc thần. Giật nảy mình, từ nay về sau, rốt cuộc khó có thể quên. Thế nhưng là, đợi đến hắn đi tìm kiếm lạc thần, lại phát hiện, lạc thần đã sớm không biết nơi đi. Vì vậy vị này đại nho đem tâm tưởng niệm biến thành chữ. Cái này chính là lạc thần phú lai lịch. Hiện giờ đối mặt với lạc thần bản thân, Lâm Phong không khỏi nghĩ tới lạc thần phú này văn chương nội dung phiên như kinh hồng, uyển như du long, quang vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng, phảng phất này như khinh vân chi che nguyệt, phiêu diêu này như lưu phong chi quay về tuyết. Xa mà trông chi, kiểu như thái dương thăng ánh bình minh. Bước bách mà xem xét chi, lửa đốt sáng như hoa sen suốt lục sóng. Nùng tiêm được chung, dài ngắn hợp, bờ vai như được gọt thành, eo đúng hẹn tố, kéo dài cái cổ thanh tú hạng, trắng bóc chất lộ ra. Dung mạo không thêm, chi hoa không điều khiển, vân búi tóc nga nga, tu mi liên đẹp đẽ, đan môi ngoại lãng, răng trắng tinh bên trong tươi sống, đôi mắt sáng thiện lãi, má lúm đồng tiền phụ nhận quyền. Côi tư tươi đẹp giật, dụng cụ tính thể rảnh rỗi. Nhu tình xước thái, mỹ tại ngôn ngữ, phục có một không hai, cốt như ứng đồ, khoác trên vai áo lưới chi thôi sán này, nhị ngọc bích chi hoa cư. Mang tiền thúy đứng đầu sức, suyết minh châu lấy rượu thân thể. Dẫm đạp đi xa chi lý, sắt sương mù tiêu chi nhẹ cư. Hơi u lan chi phương ái này, bước trù trừ tại sơn góc. Vì vậy chợt yên tung thể, lấy ngao lấy đùa, trái ỉ hái mau, phải ấm quế cờ. Những cổ tay trắng tại thần hử này, hái thoan lại chi huyền chi. Dương nhẹ khuê chi y mị này, ế tu tay áo lấy kéo dài đứng im lặng hồi lâu. Thể nhanh chóng phi phù, phiêu hốt như thần, lăng ba vi bộ, với lưới sinh bụi, động vô thường thì, như nguy như an, tiến dừng lại khó kỳ, như hướng như còn, chuyển miệng sao sao, sáng loáng ngọc nhan, hàm từ không nhả, khí như u lan, mặt mày thướt tha, làm ta quên món ăn, vì vậy bình ế hết giờ ra ngoài, sông tĩnh sóng. Phùng di kêu cổ, nữ oa thanh ca, lạc thần phú tử nữ yêu Mỹ, miêu tả tới lạc thần Mỹ lệ tiên nhan là như thế động lòng người. Bất luận kẻ nào đối mặt với lạc thần như vậy nữ tử, đều biết sinh ra hướng tới cùng ái mộ, mọi người trở lại thạch điện, lạc thần thân thể hơi hơi khôi phục một ít. Bởi vậy có thể chính mình hành động, Lâm Phong có chút lưu luyến không nỡ buông ra lạc thần. Lúc trước trúc âm báo cho tại hạ, năm đó hắn cùng với Bắc Cực Thần Đế đồng thời truy cầu Lạc Thần. Hai bên vùng tay đánh nhau, cuối cùng trúc âm chiến thắng Bắc Cực Thần Đế, lấy được Lạc Thần tâm hồn thiếu nữ, ai từng muốn đến này Lạc Thần quấn vào một hồi đại chiến chi, tại trận đại chiến kia chi nhận lấy trọng thương, hấp hối, trúc âm nghĩ hết hết thải biện pháp muốn cứu Lạc Thần tánh mạng, nhưng cuối cùng thất bại. Sớm cảm thấy trúc âm người này hết sức âm hiểm, lời của hắn căn bản không đáng tin cậy, hiện giờ mới biết được người này thật đúng là miệng đầy nói dối. Lâm Phong không khỏi nói, Trúc Âm xác thực truy cầu qua ta, thế nhưng bị ta cự tuyệt, Trúc Âm sở dĩ động thủ với ta, là muốn ép hỏi ra tới cha ta lưu lại phục hy bát quái đồ cái này trí bảo tung tích. Trận chiến ấy tuy ta bị Trúc Âm kích thương, thế nhưng, Trúc Âm cũng không có chiếm được ít nhiều chỗ tốt, hắn ba hồn bảy vía bị ta hủy diệt rồi hai hồn năm hồn. Hiện tại chỉ còn một hồn hai phách, đây cũng là vì cái Trúc Âm gì giả yếu nhanh như vậy nguyên nhân như không phải là bởi vì tu vi của hắn cường đại, sớm đã chết. Lạc thần nói, Lâm Phong giật mình, không ngờ tới năm đó Lạc thần mất tích nguyên nhân vậy mà là như vậy. Mình bị trúc âm con rùa già này chứng lửa gạt nhiều năm như vậy. Hiện tại Lâm Phong thật sự có một loại một cước giết chết trúc âm con rùa già này chứng xúc động. Trúc âm năm đó thậm chí muốn đoạt xá ta, nhưng cuối cùng đã thất bại. Hiện tại tánh mạng của hắn đi tới phần cuối. Lâm Phong nói, Lạc thần oán hận nói, ta như là đã thoát khốn nhất định phải tìm kiếm được hắn nếu để cho cái kia dạng dễ dàng chết đi thật sự là tiện nghi hắn lâm phong có thể lý giải lạc thần giờ này khắc này tâm tình bị cầm tù nhiều năm như vậy tâm há có thể không có hận ý đoán chừng hiện tại lạc thần hận không thể đem trúc âm tháo thành tám khối dù cho phải tìm trúc âm báo thù rửa hận cũng cần trước đem thân thể điều chỉnh tốt về sau lại đi làm chuyện này lâm phong nói lạc thần gật gật đầu nói đây là tự nhiên ta sẽ không lèm nhèm nhưng đi tìm chúc âm được. Một chút dừng lại, lạc thần tiếp tục hỏi, chưa từng thỉnh giáo vị công tử này xưng hô như thế nào. Tại hạ Lâm Phong, Lâm Phong ôm quyền nói, Lâm Phong, ngươi không nên họ vũ sao? Không họ vũ, hẳn là họ kỷ mới đúng chứ? Lạc thần nghi ngờ hỏi, vũ, chính là là bất tử gia tộc dòng họ, kỷ, chính là chúa tể đế tộc dòng họ. Hiển nhiên, lạc thần đã nhìn ra Lâm Phong thân có bất tử huyết mạch cùng chúa tể đế huyết bởi vậy mới có thể nghi hoặc lâm phong vì cái họ lâm gì lâm phong nói cha ta nhất mạch này tổ tiên đoạn tuyệt với bất tử gia tộc bởi vậy không hề họ vũ nguyên lai like như thế lạc thần gật gật đầu nói bất tử gia tộc cái thế lực này xác thực đã làm rất nhiều chuyện gì quá phận tình dù cho đối với tộc nhân của mình cũng là như thế lâm phong tâm không khỏi hơi động một chút hỏi hắn nghe nói bất tử giới chính là là bất tử gia tộc chế tạo ra không biết loại này tin đồn có phải thật hay không hả vẫn còn có loại này tin đồn. Lạc thần kinh ngạc nói, kỳ thật, nếu thật là lại nói tiếp, loại này tin đồn không chính xác, nhưng là không phải là hoàn toàn sai lầm. Chỉ giáo cho, Lâm Phong nghi ngờ hỏi, ba ngàn đại thế giới rất đặc biệt, mặc dù là thiên đạo diễn biến mà thành, nhưng kỳ thực, ba ngàn đại thế giới đang diễn hóa thời điểm, rất cường đại tu sĩ, làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng, mà bất tử giới đang diễn hóa thời điểm, bất tử gia tộc bảy thánh làm ra cực kỳ đại tác dụng. Thế nhưng là, ngoại trừ bất tử gia tộc bảy thánh gia cũng không có thiếu cường giả tại bất tử giới diễn biến thời điểm làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng bởi vậy ta nói bất tử giới diễn biến cùng bất tử gia tộc có quan hệ nhưng cũng không là bất tử gia tộc sáng tạo được lạc thần nói lâm phong nói bất tử giới vừa bắt đầu tên gọi là gì bất tử hai chữ rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến bất tử gia tộc lạc thần nói bất tử giới vừa bắt đầu tên là cái tên này lúc trước bất tử giới hình thành Phần Đông Cường giả vì bất tử giới đặt tên chứ, cái tên này là bất tử gia tộc bảy thánh nói ra, mọi người tự nhiên không cần thiết bởi vì một cái tên mà đắc tội bất tử gia tộc bảy thánh, bởi vậy, bất tử giới cái tên này như vậy bị xác định hạ xuống. Chương 3286, Tiên Thiên Bát Quái truyền thừa. Không ngờ tới bất tử giới tồn tại vậy mà là như vậy. Lâm Phong không khỏi nói, hắn nhìn hướng Lạc Thần, tiếp tục hỏi, bất tử gia tộc tổ địa ở chỗ nào? Lạc Thần biết không, Lạc Thần lắc đầu nói, không biết, bất tử gia tộc rất thần bí, ta chỗ thời đại kia, đang là bất tử gia tộc nhất cường thịnh thời điểm, bất tử gia tộc bảy thánh thực lực siêu phàm thoát tục, rất khó tìm kiếm đối thủ, phóng tầm mắt kỷ nguyên lịch sử. Cũng có thể bài thượng danh, lâm phong khuôn mặt có chút động, bất tử gia tộc bảy thánh thanh danh hắn tự nhiên là biết được. Thế nhưng là... Lâm Phong lại không ngờ tới bất tử gia tộc bảy thánh vậy mà đã cường đại đến trình độ này. Xem ra chính mình trước kia còn là khinh thường bất tử gia tộc thực lực gia tộc này bắt nguồn xa dòng trải dài trong lịch sử nhất định đã ẩn tàng vô số bí mật chỉ là không biết mình về sau có hay không có tiếp xúc bất tử gia tộc những bí mật này cơ hội lâm phong có một loại mãnh liệt cảm giác có lẽ sẽ có cơ hội như vậy bởi vì bất tử gia tộc chủ mạch chỉ cần biết mình tồn tại sẽ không dễ dàng buông tha chính mình chúa tể đế tộc đâu này lạc thần hiểu rõ ít nhiều lâm phong không khỏi hỏi Chúa tể đế tộc là cái này kỳ nguyên thần bí nhất chủng tộc một trong, ngoại giới về chúa tể đế tộc tin tức là cực kỳ hiếm thấy, ta đối với chúa tể đế tộc hiểu rõ, cũng giới hạn tại chúng thần chi chủ, lúc đó chúng thần chi chủ còn hết sức tuổi trẻ, năm đó ta cùng với hắn gặp qua vài lần. Lạc Thần nói, Lâm Phong gật gật đầu, hiển nhiên muốn từ Lạc Thần nơi này dò thăm chúa tể đế tộc tin tức ý định sợ là muốn rơi vào khoảng không. Lạc Thần nói, lúc trước ta đã nghe được ngươi cùng trúc âm đối thoại, ngươi nếu như muốn truyền thừa phục hy thánh hoàng đạo thống, như vậy vì báo đáp ơn cứu mạng của ngươi, ta hiện tại có thể đem hoàn chỉnh tiên thiên chữ, những cái kia văn tự, ghi lại chính là hoàn chỉnh tiên thiên bát quái truyền thừa. Đa Tạ Lạc Thần, Lâm Phong nhanh chóng hướng Lạc Thần nói lời cảm tạ. Lạc Thần đem tiên thiên bát quái truyền thụ cho Lâm Phong. Để cho Lâm Phong hưng phấn vô cùng, nhân quả tuần hoàn, cho nên không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được được, hơn nữa với tư cách là nhân tộc ưu tú nhất thiên tài đệ tử, tiên thiên bát quái rơi ở trong tay ngươi ta tin tưởng ngày sau ngươi tất nhiên có thể đem tiên thiên bát quái phát dương quang đại. Cũng không đến mức bôi nhọ cha ta sáng tạo vô thượng đại đạo. Lạc thần nói, lập tức, lạc thần hướng phía độc tổ, tà tôn thánh giả, hai đại quỷ đế nhau nhau điểm một cái. Cửu thế luân hồi độc công, dĩ nhiên là cái này trong truyền thuyết thần thông. Độc tổ lập tức kinh hô lên, hiển nhiên, vừa mới lạc thần hướng phía độc tổ, tà tôn thánh giả, hai đại quỷ đế nhẹ nhàng khẽ điểm, cũng từng người truyền thụ cho bọn họ một loại thần thông tà tôn thánh giả cùng hai đại quỷ đế cũng không có so với hưng phấn. Bọn họ lấy được thần thông, hẳn cũng rất có tính mũi nhọn, có thể tương trợ bọn họ để thăng chiến lực. Lạc thần nói, truyền thụ cho các người bốn người thần thông, đều là căn cứ tự thân các người tình huống chọn lựa thần thông. Hy vọng có thể đối với các người có chỗ tương trợ. Ha 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 ha, thật sự là rất có trợ giúp, cảm ơn lạc thần. Độc tổ nhất thời nhếch miệng nở nụ cười, tà tôn thánh giả, hai đại quỷ đế cũng nhao nhao hướng lạc thần nói lời cảm tạ lạc thần mỉm cười nói chúng ta cũng đến phân lúc khác hy vọng tương lai có một ngày chúng ta còn có thể gặp lại lạc thần nói xong thân thể liền hư không tiêu thất không thấy với tư cách là phục hy thánh hoàng nữ nhi lạc thần tu vi tự nhiên là vô cùng khủng bố hết thảy dường như một giấc mộng a à. lạc thần rời đi lâm phong không khỏi nói hắn vậy mà thả ra lạc thần thật sự là bất khả tư nghị hơn nữa hiện giờ vậy mà còn chiếm được tiên thiên bát quái hoàn chỉnh truyền thừa Lâm Phong hiện tại đã không thể chờ đợi được tu luyện tiên thiên bát quái. Nếu là tu luyện thành tiên thiên trong bát quái ghi lại rất nhiều diệu pháp. Đem có thể tải về sau tu luyện kiếp sống bên trong đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng. Vô lượng đạo sĩ gia hỏa này được một bộ phận tiên thiên bát quái phương pháp tu luyện, một mực che giấu không nói cho ta, gia hỏa này nhất định sẽ không nghĩ tới, ta vậy mà lấy được hoàn chỉnh tiên thiên bát quái. Lâm Phong không khỏi lầm bẩm hiện tại, lâm phong rất muốn nhìn xem vô lượng đạo sĩ biết hắn lấy được hoàn chỉnh tiên tiên bát quái về sau sẽ là dạng gì phấn khích biểu tình chúng ta cũng đi thôi lâm phong nói hảo độc tổ tà tôn thánh giả hai đại quỷ đế gật gật đầu lâm phong năm người cũng rời đi thạch điện lập tức lâm phong tế ra hiên viên thuyền tinh không cổ thuyền bay thẳng đến vực ngoại tinh không thế giới bay đi bao la bát ngát tinh không thế giới tràn ngập không biết lâm phong ý định tại tinh không thế giới còn nhiều tìm kiếm cơ duyên tận khả năng để thăng chính mình chiến lực. Hơn nữa chỉ có thể là đột phá đại đế cảnh giới. Lấy Lâm Phong tích góp đột phá đến đại đế cảnh giới chiến lực tất nhiên sẽ tăng lên đến một cái nghe giận cả người trình độ. Cho đến lúc đó, dù cho tiến nhập nguy cơ tứ phía bất tử giới, Lâm Phong cũng có thể hoàn toàn không sợ. Quyền sách đến từ chương 3287, Lam Chiếu Tinh. Tinh không thế giới, mình mông bao la bát ngát, hiên viên thuyền tinh không cổ thuyền tại tinh không thế giới bên trong đi lấy, mà lâm phong thì là khoanh chân ngồi ở hiên viên thuyền tinh không cổ thuyền ở trong tiếp tục tham ngộ các loại đại đạo tại lâm phong trong cơ thể từng tòa thần thông ngưng tụ thành đại trận tất cả thần thông đại trận cũng như đồng nhất tòa tinh thần đồng dạng cổ xưa bất hủ thần thánh cường đại mà những thần thông đó đại trận thì là toàn bộ vây quanh trong đó một tòa thần thông đại trận xoay tròn mà ở giữa nhất thần thông đại trận chính là lâm phong chính mình sáng tạo mà nói trí tôn chi đạo chưa thế trong đó ta vì trí tôn cái này chính là lâm phong mà nói trí tôn ý tứ là trí cao vô thượng vô tận tu sĩ bên trong trí cao vô thượng như vậy nói hạng gì bá khí bởi vì cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô lâm phong trí tôn chi đạo nếu là tu luyện thành công tất nhiên hội dẫm lên vô số người khải khải xương trắng đăng lâm đỉnh phong oanh tinh không thế giới bên trong truyền tới kịch liệt ba động có tu sĩ bạo phát đại chiến loại chuyện này tại tinh không thế giới bên trong hết sức thường thấy Tinh không thế giới càng thêm tàn khốc, mạnh được yếu thua, cộng thêm rất dễ dàng biến mất động thủ dấu vết. Cho nên rất nhiều người không sợ đối phương gia tộc hoặc là thế lực tra được. Bởi vậy làm sự tình hoàn toàn không chỗ nào cố kỵ. Lâm Phong chưa từng để ý tới những cái kia đại chiến tu sĩ. Hiên Viên Thuyền Tinh Không cổ thuyền rất nhanh bay qua đại chiến một khu vực như vậy. Ngày hôm nay thời điểm, Hiên Viên Thuyền Tinh Không cổ thuyền trải qua một tòa sinh mệnh tinh cầu, chỗ này sinh mệnh tinh cầu gọi là Lam Chiếu Tinh. Lam Chiếu Tinh người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Đây là một chỗ tinh không thế giới tu sĩ căn cứ. Đủ loại tu sĩ từ trên trời giáng xuống, tiến nhập Lam Chiếu Tinh bên trong. Có người ở chỗ này chào hàng chính mình lấy được bảo bối, có người thì là đi đến Lam Chiếu Tinh bổ sung đủ loại nhu yếu phẩm. Có người thì là đi đến Lam Chiếu Tinh tìm hiểu tin tức. Vân vân và vân vân, hạ xuống Lam Chiếu Tinh tu sĩ, mục đích tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Lâm Phong đám người đã tại tinh không thế giới đi hơn 2 tháng thời gian. Bởi vậy bọn họ hàng lâm đến làm chiếu tinh, ý định nghỉ ngơi thật tốt một phen. Đồng thời tìm hiểu một chút tinh không thế giới tin tức. Cửu huyền đại thế giới giới chủ vẫn lạc ở cửu châu đại thế giới. Cửu huyền đại thế giới quần long vô thủ, hiện giờ hết sức hỗn loạn, rất nhiều người đều tại tranh đoạt địa bàn. Không riêng gì nội loạn, nghe nói rất nhiều thế lực đều đi đến cửu huyền đại thế giới, nghe nói năm đó cửu huyền giới chủ lấy được một kiện từ vô thượng thần đình bên trong lưu truyền tới đồ vật. Hiện nay cửu huyền giới chủ vẫn lạc, vô số thế lực tự nhiên chen chúc tới, muốn cướp đoạt kia kiện bảo bối. Cái gì, từ vô thượng thần đình bên trong lấy được bảo bối, đó là cái gì bảo bối, này cũng không rõ ràng. Các ngươi có nghe nói hay không, lại có vài chục tòa sinh mệnh tinh cầu bên trong tu sĩ toàn bộ chết thảm, thân thể biến thành thây khô, chết thật sự là thái quá mức quỷ dị cùng đáng sợ. Chuyện này ta cũng nghe nói, không biết là người phương nào làm được có người hoài nghi là thực thần ma làm được thực thần ma không phải là đã bị diệt tuyệt sao như thế nào còn có tin đồn có một bộ phận thực thần ma bị giam giữ tại cấm trong thần giới thế nhưng những năm nay cấm thần giới cũng không biết làm sao vậy nhiều lần xuất hiện dị động dẫn đến cấm thần giới xuất hiện rất nhiều vết nứt rất nhiều bị giam giữ tại cấm thần giới sinh linh nhao nhao trốn thoát cho nên rất có thể có thực thần ma cũng từ cấm thần giới trốn thoát Nghe nói là cấm thần giới chỗ sâu trong phát sinh dị động, có bị chấn áp bất tử tồn tại khôi phục một ít nguyên khí, muốn thoát khốn, bởi vậy cấm thần giới mới gặp đến phá hư. Rất nhiều thế lực đã liên hợp lại, tại tinh không thế giới bên trong tìm kiếm thực thần ma tung tích, những thực thần ma này phải nhanh lên diệt trừ, bằng không mà nói, những thực thần ma này sẽ càng ngày càng lớn mạnh, đến lúc sau ai cũng áp chế không nổi bọn họ. Đủ loại tin tức trong Lam chiếu tinh truyền bá lên, Lâm Phong lấy được hai cái cực kỳ mấu chốt tin tức. Điều thứ nhất tin tức chính là tin tức liên quan tới cửu huyền đại thế giới. Đệ nhị mảnh tin tức thì là tin tức liên quan tới thực thần ma. Này hai cái tin tức rất nhiều người đều tại đàm luận. Nói tới cửu huyền đại thế giới thời điểm, rất nhiều tu sĩ con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Bởi vậy cửu huyền đại thế giới bởi vì cửu huyền giới chủ vẫn lạc mà hãm vào dung chuyển bên trong. Chính là có thể có lợi thời điểm mà tin tức về thực thần ma thì là lòng người bàng hoàng, để cho rất nhiều người vô cùng lo lắng. Từ lúc dò xét tin tức địa phương đi sau khi đi ra, Lâm Phong năm người hướng phía một cái khách sạn đi đến. Bọn họ tại trong khách sạn thuê hạ xuống một tòa đình viện. Ý định nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày tái xuất phát. Buổi tối thời điểm, Lâm Phong năm người đi tới làm chiếu tinh chứ danh Phong Nguyệt nơi. Nơi này gọi là trăm vui cười các, trăm vui cười trong các mỹ nữ như mây, nhưng đa số đều là bán nghệ không bán thân. Công tử lần đầu tiên tới A, không biết xưng hô như thế nào. Một tên Mỹ phục tiến lên đón chào, Cười nhẹ nhàng nhìn về phía Lâm Phong hỏi. Lâm Phong nói, họ Lâm, nguyên lai là Lâm Công Tử A, không biết Lâm Công Tử muốn tìm mấy thứ gì đó dạng tiểu Mỹ nhân tiếp khách. Mỹ phụ hỏi, vũ cơ ca cơ nhạc cơ tất cả 30 người, đương nhiên, các người nơi này tên đứng đầu bảng, cũng cùng nhau đến ta trong dạp. Lâm Phong thản nhiên nói, lập tức hắn cong ngón búng ra, trong nháy mắt, một mảnh nguyên tinh thạch trường hà bay ra, trọn vẹn trăm vạn nguyên tinh thạch, lơ lửng tại giữa không trung nhất thời đưa tới xung quanh tu sĩ tiếng kinh hô cùng tiếng thét. Mỹ phụ cười giống như đóa hoa đồng dạng, nhanh chóng nhận những nguyên tinh thạch này, sau đó mang theo Lâm Phong đi đến bao xương. Uống rượu đến đêm khuya, Lâm Phong năm người phản hồi, làm chiếu tinh buổi tối như cũ vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Hôm sau thời điểm, ngày hôm qua Mỹ phụ đến bái phỏng Lâm Phong, này Mỹ phụ nhìn nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng, dáng người đẫy đà, trên người có một loại thành thuộc quyến rũ khi chất có chút mê người đương nhiên lâm phong thường thấy đủ loại mỹ nữ bởi vậy tại mỹ phụ trước mặt hay là rất có khắc chế lực lâm phong hỏi không biết tiên tử lần này đến đây vì chuyện gì tiên tử nghe được lâm phong đối với chính mình xưng hô mỹ phụ nhất thời ha 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 rồi nở nụ cười nàng quyến rũ phong tình nói công tử thật là rất biết nói chuyện lâm phong cười cười nói con người của ta luôn luôn đều ưa nói thật vị tỷ tỷ này mỹ lệ động lòng người như vậy mê người tự nhiên làm vượt được tiên tử hai chữ sưng hô. Được nghe lời ấy về sau, Mỹ phụ thiếu ý lại càng thêm nồng đậm hơn nhiều, làm chiếu tinh ban đêm, lộ ra rét lạnh, đêm dài dài đằng đắng, bao nhiêu người vô tâm giấc ngủ. Ta muốn muốn mời công tử một chỗ uống rượu, đuổi một chút này đêm dài đằng đắng như thế nào. Mỹ phụ người can đảm ánh mắt nhìn hướng Lâm Phong, Lâm Phong thưởng thức một chén nước trà, nói, đa tạ tiên tử muốn mời, tại hạ tùy thời tùy chỗ cũng có thể phụng bồi. Ha 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 rồi. Mỹ phụ nhõng nhẽo cười, nói, vậy hảo, công tử chờ ta tin tức chính là, lần này đến đây, ta còn có một việc. Hả, chuyện gì, Lâm Phong lông mày khẽ nhướng mày, không khỏi lên tiếng hỏi. Quyền sách đến từ, chương 3288, chư thần chiến trường lai lịch. Mỹ phụ nói, làm chiếu tinh với tư cách là tinh không thế giới tu sĩ căn cứ, người đến người đi, hơn nữa thỉnh thoảng có rất nhiều cường giả hoặc là thân phận cực kỳ phi phàm tu sĩ hàng lâm hạ xuống. Cho nên, làm chiếu tình thường cách một đoạn thời gian đều biết tổ chức một lần giao dịch hội nghe được giao dịch hội ba chữ lâm phong nhất thời liền tới hào hứng bởi vì giao dịch hội thường thường có thể đào đến thứ tốt tỷ như lâm phong lúc trước lấy được thái cổ hoàng điệp chứng chính là từ loại này cao quy cách loại nhỏ giao dịch hội trên cùng người hối đoái hiện nay thái cổ hoàng điệp đã ấp chứng thành công tuy vừa mới ấp nở tới không có bao lâu thời gian thế nhưng thái cổ hoàng điệp đã bày ra cực kỳ nghịch thiên năng lực Chính là bởi vậy nhiều lần tại loại này quy mô nhỏ giao dịch hội trên đạt được rất nhiều thứ tốt. Bởi vậy, Lâm Phong đối với cái này loại cao quy cách loại nhỏ giao dịch hội là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Những năm nay, Lâm Phong chu sát rất nhiều đại đế, đặc biệt là cửu châu đại thế giới cùng vạn tộc, vực ngoại chủng tộc, còn có cái khác từ bên ngoài đến thế lực tu sĩ quân cuối cùng đánh một trận. Lấy được rất nhiều đại đế chữ vật giới chỉ, bởi vậy, Lâm Phong được rất nhiều bảo bối, vừa vặn có thể thừa dịp một cơ hội này, lấy ra cùng người giao dịch, có lẽ có thể giao dịch đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Mỹ Phụ là một cái người phần giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện người, thấy được Lâm Phong biểu tình, liền biết Lâm Phong đối với cái này loại nhỏ giao dịch hội rất cảm thấy hứng thú. Nàng vừa cười vừa nói, công tử, ta nghe nói cái này loại nhỏ giao dịch hội cùng dĩ vãng đều bất đồng, bởi vì lần này, nghe nói sẽ có một kiện thứ tốt bị lấy ra, bởi vậy hấp dẫn rất nhiều cường giả hoặc là thế lực lớn tu sĩ đến nơi. Hả, vật gì tốt, Lâm Phong không khỏi tò mò hỏi, "Công tử nghe nói qua chư thần chiến trường sao?" Mỹ phụ hỏi, "Chư thần chiến trường?" Lâm Phong lông mày không khỏi khẽ nhướng mày, nói, "Kỳ nguyên mở ra, đã trải qua nhiều lần đại chiến, bởi vậy phát sinh đại chiến rất nhiều địa phương cũng có thể được gọi là chư thần chiến trường." Lâm Phong nghĩ tới trước kia Luân Hồi Tiên Kinh cho hắn nói một chỗ chư thần chiến trường, chính là một chỗ rèn luyện chi địa. Mỹ phụ nói, "Những địa phương kia tính là gì chư thần chiến trường? Theo như lời ta chư thần chiến trường" chính là năm đó tiên thiên sinh linh thời đại chấm dứt lúc trước chủ chiến trận, trận chiến ấy, tiên thiên sinh linh, dị vực sinh linh, vượt qua kỷ nguyên sinh linh vân. Vân, đợi một tí cường giả nhau nhau tham chiến, vô số cường giả vẫn lạc. Trận chiến ấy trực tiếp dẫn đến tiên thiên sinh linh thời đại chấm dứt, từ nay về sau, tu luyện tàn lụi, từ nay về sau rất nhiều năm, chư thiên vạn giới hãm vào đại náo động, bởi vì quá nhiều cường giả vẫn lạc, rất nhiều tu luyện phương pháp lưu lạc, bởi vậy rất nhiều cái thời đại đều tiến nhập một loại mạt pháp thời đại cảm giác, gần như không có cái gì cường giả xuất hiện, thẳng đến chúng thần chi chủ quật khởi, một lần nữa sáng lập tu luyện hệ thống. Từ đó có thể biết, năm đó trận chiến ấy là bực nào thảm thiết, gần như tại mai táng lúc ấy tất cả cường giả. Trận chiến ấy mới thật sự là chư thần cuộc chiến. Lâm Phong nói, hiện giờ tiên tử nhắc đến chư thần chiến trường, hẳn là kia kiện thần bí đồ vật, chính là cửu huyền giới chủ từ chư thần bên trong chiến trường lưu truyền tới sao. Mỹ phụ gật gật đầu nói không sai. Kia kiện đồ vật đích thực là từ chư thần bên trong chiến trường lưu truyền tới đồ vật. Hiện giờ kia kiện đồ vật sắp sửa bị lấy ra tiến hành giao dịch. Hiện tại về kia kiện đồ vật tin đồn có rất nhiều. Có nói kia kiện đồ vật là một kiện uy lực vô tận pháp bảo. Có nói kia kiện đồ vật là một môn cổ xưa truyền thừa. Cũng có người nói kia kiện đồ vật kỳ thật cùng nghe đồn rằng chư thần chiến trường có quan hệ là tiến nhập chư thần chiến trường cái chìa khóa. Nhưng mà kệ loại nào thuyết pháp chính xác đều có thể xác định một việc đó chính là kia kiện đồ vật giá trị là vô pháp tưởng tượng, nếu là có thể đạt được kia kiện đồ vật, đối với bản thân mà nói có thể đưa đến thiên đại tác dụng. Lâm Phong nói, không biết lần này giao dịch hội khi nào mới có thể cử hành. Ngay tại hậu thiên buổi tối thời điểm, đến lúc sau ta hội phái trước xe ngựa tới đón công tử đi qua. Mỹ Phụ nói, đa tạ tiên tử, Lâm Phong ôm quyền, ha 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 rồi, Mỹ Phụ nhất thời nhõng nhẽo cười, cười cười run rẩy hết cả người. Mỹ Phụ tư thái thất tha quyến rũ mê người, hiện giờ cười rộ lên bộ dáng, càng thêm mê người. Ta liền không tiếp tục quấy giày công tử, ta cáo từ trước, Mỹ Phụ nói, hảo, ta đưa tiến tiên tử. Lâm Phong nói, đứng dậy đem Mỹ Phụ đưa ra đến bên ngoài. Mỹ Phụ cắn cặp môi đỏ mọng, nhỏ giọng nói, kính xin công tử tỉ mỉ chờ đợi một phen, ta rất nhanh sẽ phái người đến đây tiếp công tử đến ta chỗ ở, chúng ta có thể uống rượu ngắm trăng, chớ để phụ kia tốt đẹp ánh trăng. Lời nói này thật sự là ý vị thâm trường để cho lâm phong trong lòng cũng không khỏi hơi hơi nóng lên lâm phong nói vừa lúc ở dưới đối với nhạc khí cũng có một ít nghiên cứu đến lúc sau có thể cùng tiên tử điều tra mỹ phụ cười duyên rời đi mà lâm phong thì là quay trở về chỗ ở lâm phong lại không biết ở phía xa có một đạo thân ảnh ẩn nấp ở chỗ tối oán độc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn trong con ngươi lóe ra lành lạnh sát ý lâm phong này tinh không thế giới bên trong chính là ngươi nơi táng thân u ám thanh âm từ kia tôn tồn tại yết hầu chỗ sâu trong truyền gia. Lâm Phong cũng không rõ ràng hắn đã bị người theo dõi. Trở lại chỗ ở về sau, hắn tiếp tục tham mộ đại đạo, về phần Mỹ phụ theo như lời sự tình, Lâm Phong cũng không để trong lòng. Gặp dịp thì chơi mà thôi, loại chuyện này, đương nhiên sẽ không quá quá thật đúng, cũng sẽ không thái quá mức để tâm. Được hay không được, dưới cái nhìn của Lâm Phong, đều không quan trọng, làm đêm khuya hàng lâm thời điểm, từng đợt âm trầm khí tức kinh khủng tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Lâm Phong bọn người bị đánh thức, có người ở tiếp cận, độc tổ nói, Lâm Phong nói, cũng không phải tại nhầm vào chúng ta. Mấy người đi ra cửa sân, hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Khói đen cuồn cuộn, đem mấy trăm mét ngoại đại một tòa đình viện bao vây lại. Truy đuổi thật là nhanh được, một đạo âm thanh băng lãnh bỗng nhiên truyền ra, đó là một cô gái, tuy đạo kia thanh âm lạnh như băng, nhưng như cũng có thể nghe được đạo kia thanh âm cực kỳ êm tai. Phanh, sau một khắc, đình viện đại môn trực tiếp nứt vỡ một tên bạch y nữ tử lướt đi người kia bạch y nữ tử cầm trong tay một thanh trường kiếm thân hình của nàng hết sức cao gầy làn da trắng nõn trên mặt che mặt bởi vậy không thấy rõ cụ thể bộ dáng bất quá nghe thanh âm cùng nhìn hình thể liền có thể đại khái đoán được cô gái kia tất nhiên là một người tuyệt đại giai nhân đồ vật sao ra đây bên trong sương mù truyền tới âm thanh băng lãnh hừ muốn đồ vật trước muốn nhìn các ngươi có hay không bổn sự kia Bạch Y Nữ Tử lạnh lùng nói, ngươi đã muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Oanh, bên trong xương mù đạo kia âm thanh băng lãnh sau khi truyền ra. Đón lấy, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng tràn ngập mà ra. Cuồn cuộn khói đen, trực tiếp đem cô gái kia bao phủ ở trong đó. Trường 3289, mục đích, vạn kiếm trảm tiên bí quyết, bị khói đen bao phủ nữ tử không khỏi lạnh giọng kiểu uống. Đón lấy, vô cùng vô tận kiếm khí tuôn động tại ở giữa thiên địa. Chỉ thấy kia rậm rạp chẳng chịt kiếm khí tung hoành kích xạ. Uy lực hết sức cường đại, cô gái kia tu vi cũng là cực kỳ cường đại, hơn nữa cực kỳ am hiểu kiếm pháp. Nàng thi triển ra môn kiếm thuật này chính là một môn dị thường khủng bố kiếm thuật. Uy lực mạnh, làm cho người ta sắc mặt thay đổi, lúc đó từng đạo kiếm khí quét ra thời điểm, khanh 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 thanh âm liên tiếp truyền ra. Bên trong sương mù thần bí sinh linh đang tại xuất thủ đối kháng nữ tử kiếm pháp. Veo, cô gái kia hóa thành một đạo thiểm điện đồng dạng rất nhanh hướng phía bên ngoài phóng đi. Trong nháy mắt, liền biến mất ở phía chân trời, theo độ thật sự là quá nhanh. Truy đuổi, đừng cho nàng chạy, bên trong sương mù truyền tới âm trầm thanh âm, đón lấy kia một đoàn khói đen rất nhanh xông ra ngoài. Truy sát cô gái kia mà đi, trên người cô gái kia đến cùng có đồ vật gì, cô gái kia tu sĩ hết sức cường đại, bởi vậy, ta xem trên người nàng kia kiện đồ vật, tuyệt đối là phi phạm trí bảo. Đi, chúng ta cũng cùng đi lên xem một chút, nói không chừng có thể đục nước béo cỏ đó. Vừa mới đại chiến kinh động đến không ít người xuất ra quan sát. Một ít tu sĩ nói, động lòng tham lam, siêu siêu siêu, đón lấy, không ít tu sĩ trực tiếp phóng lên trời, rất nhanh hướng phía xa xa bay đi, tốc độ như điện, rất nhanh cũng đã biến mất bóng dáng, là khói đen tộc sao, độc tổ không khỏi nói, hắn nghĩ tới khói đen tộc, vượt qua kỷ nguyên chủng tộc, cái này khói đen tộc kỳ thật cũng là có chút đặc biệt một chủng tộc, bởi vì tại vượt qua kỷ nguyên trong chủng tộc khói đen tộc là nhân số tối đa một chủng tộc hơn nữa có được đông đảo phân nhánh tuy khói đen tộc tu sĩ chiến lược so ra kém cái khác vượt qua kỷ nguyên tu sĩ thế nhưng là khói đen tộc rốt cuộc nhân số tương đối nhiều khổng lồ như thế số đếm tổng hội xuất hiện tuyệt đỉnh cao thủ lâm phong nói hẳn là khói đen tộc hiện giờ đến kỷ nguyên thời kỳ cuối thiên nhân ngũ suy đã xuất hiện những cái này vượt qua kỷ nguyên chủng tộc cũng nhau nhau xuất hiện những người này không biết tại mưu tính một ít gì bọn người kia âm hiểm xảo trá quỷ kế đa đoan hơn nữa thủ đoạn cường đại không thể không đề phòng tà tôn thánh giả nói ngày hôm sau trạng vạng tối thời điểm mỹ phụ phái người đến đây tiếp lâm phong độc tổ tà tôn thánh giả hai đại quỷ đế thì là lưu ở chỗ ở về phần hắn nhóm buổi tối đi làm cái gì lâm phong cũng sẽ không đi thao lòng này mỹ phụ chỗ ở cũng không tại trăm vui cười các, nàng tại lam chiếu tinh cổ thành ở trong có một tòa quy mô khá lớn đỉnh viện Lâm Phong đã sớm cảm giác người kia Mỹ phụ thân phận không đơn giản. Hiện nay xem ra, người kia Mỹ phụ thân phận quả nhiên cùng hắn suy đoán đồng dạng, cực kỳ không đơn giản. Hơn nữa Lâm Phong cũng không nhận ra Mỹ phụ muốn mời chính mình là thực muốn cùng mình phong hoa tuyết nguyệt một phen. Hắn cảm thấy Mỹ phụ muốn mời chính mình qua là có mục đích khác. Tuy Lâm Phong cũng không biết Mỹ phụ mục đích là cái gì. Tại một tên tỷ nữ dưới sự dẫn dắt, Lâm Phong xuyên qua trùng điệp đình viện, cuối cùng đi tới chỗ sâu một tòa trong đình viện. Chỗ này đình viện ở trong, gieo trồng lấy rất nhiều tiên hoa. Hương hoa tràn ra bốn phía, hết sức dễ ngửi. Đánh đàn thanh âm từ trong phòng chuyển đến, uyển chuyển êm tai. Mỹ phụ thật đúng là đa tài đa nghệ. Lâm công tử mời đến, có nô tỳ bên ngoài cung kính nói, cũng không có một chỗ đi vào ý tứ. Hiển nhiên lúc trước hẳn là lấy được Mỹ phụ phân phó. Lâm phong gật gật đầu, hướng phía trong phòng đi đến. Mỹ phụ gian phòng bố trí hết sức lịch sự tao nhã có thể thấy được Mỹ phụ bình thường hẳn là một tên mười phần chú ý sinh hoạt chi tiết nữ tử. Hiện giờ nàng một bộ bạch y nhẹ nhàng lướt động lên trước người đàn cổ. Vì nàng tăng thêm một loại xuất trần khí chất, Lâm Phong ngồi ở một bên lẳng lặng nghe tiếng đàn, làm tiếng đàn sau khi chấm dứt, Mỹ phụ đứng dậy, cười tươi yên này hỏi, này thủ khúc gọi là tiên linh khúc. Chỉ là ta tại tài đánh đàn phía trên tạo nghệ cũng không phải đặc biệt tinh thâm, bởi vậy, chưa từng đem này thủ khúc chỗ tuyệt vời diễn tấu xuất ra. Lâm Phong mỉm cười, nói tiên tử thật sự là quá khiêm nhường tiên tử tại tài đánh đàn phía trên thành tựu đã đạt đến hóa cảnh ta xem dù cho bách nhạc các cầm cũng xa xa không kịp tiên tử công tử thực biết dỗ người vui vẻ mỹ phụ kiều vừa cười vừa nói sau đó vì lâm phong rót một chén trà sau đó mỹ phụ nói nghe nói ngày hôm qua đêm khuya thời điểm công tử chỗ ở phát sinh đại chiến lâm phong gật gật đầu nói không sai là một đám không biết thân phận gì tu sĩ vây công một tên bạch y nữ tử vậy danh bạch y thân phận của cô gái thật không đơn giản. Mỹ Phụ nói, hả, thân phận rất không đơn giản, tiên tử nhận thức người kia bạch y nữ tử. Lâm Phong kinh ngạc hỏi, cũng không nhận ra, bất quá nghe nói người kia bạch y nữ tử lai lịch rất thần bí, mấy lần xuất hiện, tựa hồ đang tìm kiếm vật gì, lúc trước có không ít cao thủ xuất thủ đối phó qua người kia bạch y nữ tử, nhưng cuối cùng cũng bị người kia bạch y nữ tử chỗ chém giết. Mỹ Phụ nói, nghe được Mỹ Phụ lời nói này về sau Lâm Phong không khỏi hơi hơi giật mình, không ngờ tới, vẫn còn có như vậy chuyện xưa. Vậy danh bạch y nữ tử tựa hồ được một kiện vật gì, bởi vậy mới gặp đến vây công. Lâm Phong nói, ngày mai giao dịch hội người kia bạch y nữ tử sẽ xuất hiện được. Mỹ Phụ nói, tại sao thấy, Lâm Phong hỏi, mấy lần trước giao dịch hội, người kia bạch y nữ tử đều xuất hiện. Mỹ Phụ nói, nàng bán ra hoặc là mua sắm qua vật gì không, Lâm Phong không khỏi hỏi, Mỹ Phụ đạt được. Nàng bán ra hoặc là mua đồ vật có rất nhiều, tựa hồ tại che giấu tay mắt người khác, không hy vọng người khác biết nàng mục tiêu sau cùng rốt cuộc là cái gì. Nghe được mỹ phụ lời nói này về sau lâm phong đối với bạch y thân phận của cô gái càng thêm tò mò. Lâm công tử tinh không đi, ý định đi hướng nơi nào? Mỹ phụ hỏi. Lâm phong nói, bất tử giới. Mỹ phụ nói, bất tử giới thế nhưng là đường xá xa xôi a. À. Hơn nữa tinh không thế giới mỗi thời mỗi khác đều biết phát sinh biến hóa, cho nên nhiều khi dù cho nắm giữ tinh không cổ đồ thậm chí đều có thể mất phương hướng phương hướng lâm phong nói hy vọng có thể thử thời vận vạn nhất có thể đến bất tử giới đâu này ha 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 rồi mỹ phụ nhõng nhẽo cười nói lấy thủ đoạn của lâm công tử nếu là muốn tìm kiếm được bất tử giới liền nhất định có thể tìm kiếm được bất tử giới ta đối với lâm công tử đại danh thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu đã lâu lâm phong nghe được mỹ phụ trong lời nói ý tứ còn có Lam Chiếu Tinh là cự cử ly cửu châu đại thế giới tương đối gần sinh mệnh tinh cầu. Bởi vậy, Lâm Phong cảm thấy, Mỹ Phụ sợ là đã biết thân phận của hắn. Lâm Phong lông mày, không khỏi hơi hơi chọn lấy một chút. Mỹ Phụ nhanh chóng nói, công tử yên tâm, ta tuyệt không bất kỳ ác ý, mà là ý định cùng Lâm công tử tiến hành hợp tác. chương 3290, Thạch Quốc Di Trì. Hợp tác, muốn tiến hành cái gì hợp tác, Lâm Phong không khỏi có chút hăng hái nhìn về phía Mỹ Phụ. Ha 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 rồi, Đương nhiên là chuyện tốt, hơn nữa còn là thiên đại hảo sự, có thể làm cho công tử được lợi không nhỏ." Mỹ phụ Kiều vừa cười vừa nói, Lâm Phong cũng chưa từng chen vào nói, mà là cùng chờ đợi Mỹ phụ nói tiếp. Mỹ phụ nói, lúc trước nghe nói Lâm công tử chính là thiên sư đạo truyền nhân, mà chúng ta bách nhà các trước đây ít năm phát hiện một chỗ thần bí chi địa, cái địa phương kia, cấm chế rậm rạp, chúng ta thử nhiều lần, muốn phá giải cấm chế tiến nhập trong đó, thế nhưng cái địa phương kia cấm chế thật sự là quá cường đại thế cho nên chúng ta hao tổn nhiều vị linh trận sư, cũng không có thể đánh khai mở chỗ đó cấm chế. Bất quá nếu là có lâm công tử gia nhập chúng ta, đến lúc sau chúng ta liền như hổ thêm cánh. Tất nhiên có thể đem kia vị trí cấm chế mở ra. Lâm Phong lông mày khẽ nhướng mày, nói, tiên tử ra sao thì nhận ra thân phận của ta. Tối lúc mới bắt đầu, cũng không có thể nhận ra thân phận Lâm Công Tử, bất quá ta thấy Lâm Công Tử xuất thủ xa xỉ, không phải là phàm nhân, bởi vậy liền tìm hiểu một phen thế mới biết thân phận lâm công tử mỹ phụ nói xem ra các người người của bách nhạc các mạch thật đúng là khá lớn được vậy mà liền tin tức của ta cũng có thể tìm hiểu xuất ra lâm phong không khỏi nói bách nhạc các này cùng cửu châu vạn hoa lâu có một chút chỗ tương tự danh trên mặt là phong nguyệt nơi kỳ thật là một cái cực kỳ thế lực cường đại mà những mỹ nữ kia cũng chỉ là bách nhạc các dùng để lôi kéo cường giả công cụ mà thôi mỹ phụ nói thực không dám đấu giếm Chúng ta Bách Nhạc Các tại tinh không thế giới bên trong đều là sắp xếp thượng hào thế lực, rất nhiều sinh mệnh tinh cầu phía trên đều có chúng ta Bách Nhạc Các chi nhánh. Bởi vậy, chúng ta tin tức về Bách Nhạc Các hết sức linh thông. Nghe được mỹ phụ lời nói này về sau Lâm Phong giật mình hết sức. Vốn cho là Bách Nhạc Các phạm vi thế lực trên Lam Chiếu tinh mặt, nhưng hôm nay mới biết được, chính mình khinh thường Bách Nhạc Các thực lực, Lâm Phong bất động thanh sắc hỏi, xem ra tiên tử trong Bách Nhạc Các hẳn có lấy có chút bất phạm lai lịch a. Mỹ phụ nói phi phàm thân phận ngược lại là không có. Bất qua bách nhà các tổng các một vị phó tổng các chủ chính là ta cô cô. Lâm Phong không khỏi trợn trắng mắt. Bách nhà các phó tổng các chủ là mỹ phụ cô cô. Mỹ phụ lại vẫn nói chính nàng không có cái gì bất phàm lai lịch. Cái gì kia mới là lai lịch phi phàm. Lâm Phong hỏi vậy vị trí thần bí chi địa cụ thể là dạng gì một chỗ? Cái địa phương kia nghe nói gọi là Thạch Quốc. Mỹ phụ nói Thạch quốc đây là địa phương nào? lâm phong kinh ngạc hỏi hắn chưa từng nghe nói qua mỹ phụ theo như lời thạch quốc nghe nói năm đó có một tôn cực kỳ khủng bố thạch tộc sinh linh kiến tạo một tòa cổ xưa quốc độ chỗ này quốc độ đã từng một lần xưng bá tinh không thế giới liền trí cao tam giới cũng không dám trêu chọc quốc độ này chính là thạch quốc mỹ phụ nói lâm phong giật mình nói vẫn còn có cường đại như vậy quốc độ thạch quốc đó về sau chuyện gì xảy ra không rõ ràng lắm thế nhưng ta nghe nói một ngày trời giáng huyết vũ sau đó phát sinh linh dị sự tình thạch quốc biến mất không thấy liền thạch quốc chỗ sinh mệnh tinh cầu đều biến mất không thấy mỹ phụ nói hả còn có loại chuyện này lâm phong giật mình hết sức hắn bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước vũ văn bắc huyền tiêu thất thời điểm cảnh tượng lúc ấy cũng là huyết vũ hàng lâm về sau vũ văn bắc huyền tiêu thất vũ văn bắc huyền biến mất cùng thạch quốc tiêu thất thật sự là quá tương tự không biết trong lúc này có phải hay không có liên hệ gì lâm phong cảm thấy thạch quốc hành trình thế tại phải làm, có lẽ có thể đi đến Thạch Quốc tìm kiếm một phen. Nói không chừng có thể tìm đến một ít manh mối. Mỹ Phụ nói, Thạch Quốc biến mất chuẩn xác ghi lại tại không ít thế lực truyền thừa trong đạo kinh, cho nên chuẩn xác không sai. Các ngươi là như thế nào phát hiện Thạch Quốc? Lâm Phong không khỏi tò mò hỏi. Năm đó Thạch Quốc ở trong lưu truyền tới một ít đồ vật, trong đó có một cái thạch la bàn. Bị chúng ta bách nhà các một vị trưởng lão đạt được, vị trưởng lão kia trước đây ít năm phát hiện một mực chưa từng động đậy thạch la bàn chợt bắt đầu đong đưa lên. Dựa theo kia kiện thạch la bàn, cuối cùng tìm được thạch quốc vị trí. Lâm Phong hỏi, thạch quốc ở nơi nào? Tại phong bạo tinh vực cái nào đó địa phương? Mỹ Phụ nói, phong bạo tinh vực, quanh năm bao phủ tại vô cùng vô tận trong gió lốc, cái địa phương kia hết sức nguy hiểm. Đại đế tiến nhập trong đó, nếu là gặp tàn sát bừa bãi bão lốc, đều có khả năng vẫn lạc ở trong đó. Phong bạo tinh vực tuy nguy cơ tứ phía, nhưng nghe nói phong bạo tinh vực cái địa phương kia có thật nhiều phá toái cổ chiến trường bởi vậy cái địa phương kia có được rất nhiều cơ duyên mặc dù biết đó là một cái nguy cơ tứ phía địa phương thế nhưng là hàng năm đều có rất nhiều người đi đến cái địa phương kia tìm kiếm cơ duyên đương nhiên hàng năm không biết sẽ có bao nhiêu người chết thảm trong phong bạo tinh vực nhưng này như cũng vô pháp ngăn cản vô số tu sĩ nhiệt tình tu sĩ bản thân liền có nhiều tinh thần mạo hiểm bằng không cầu phú quý trong nguy hiểm những lời này cũng sẽ không đang tu luyện người thế giới bên trong truyền rộng như vậy hiện phong bạo tinh vực không chỉ có nguy hiểm hơn nữa cực kỳ khổng lồ mỹ phụ cũng không có báo cho lâm phong thạch quốc di chỉ cụ thể tại phong bạo tinh vực chỗ nào bởi vậy mặc dù biết thạch quốc di chỉ tại phong bạo tinh vực nếu là không có mỹ phụ đám người dẫn đường cũng tuyệt đối không có khả năng tìm đến phong bạo tinh vực lâm phong vấn đạo ý định khi nào đi đến bảy ngày về sau mỹ phụ nói không có vấn đề, Lâm Phong gật gật đầu, lập tức nói, nếu là có bảo bối gì lời, ta muốn chọn trước tuyển một kiện, đương nhiên có thể, đến lúc sau tuyệt đối sẽ không bạc đãi công tử. Mỹ Phụ vừa cười vừa nói, Lâm Phong vừa cười vừa nói, sự tình cũng nói không sai biệt lắm, đêm dài dài đằng đắng, chúng ta bây giờ là không phải là phải làm một những chuyện khác tình. Mỹ Phụ khanh khách cười khanh khách nói, Lâm Công Tử thế nhưng là chính nhân quân tử, ta biết Lâm Công Tử là đang nói đùa được. Lâm Phong cười cười, lập tức đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn đã sớm biết Mỹ Phụ nhìn như ngả ngớn, kỳ thực trên đây chẳng qua là ngụy trang bề ngoài mà thôi. Mỹ Phụ thực chất ở bên trong là một cái bảo thủ nữ tử. Tự nhiên sẽ không làm cái gì khác người sự tình. Hôm sau, Mỹ Phụ phái người đến đây tiếp Lâm Phong đi đến giao dịch hội. Độc tổ, tà tôn thánh giả, hai đại quỷ đế cũng cùng nhau đi tới. Giao dịch hội vị trí ngay tại Bách Nhạc Các Lầu 7. Lâm Phong đám người đi tới nơi này thời điểm, trong dạp đã tới hơn 10 vị tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ khí thức cường đại, hiển nhiên tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Lâm Phong năm người đến đưa tới không ít người chú ý. Lâm công tử người đã đến rồi, mau mau mời ngồi. Thấy được Lâm Phong đến nơi, Mỹ phụ tự mình đến nghênh tiếp Lâm Phong. Điều này làm cho rất nhiều người tương đối kinh ngạc, không ngờ tới Lâm Phong một cái liền đại đế tựa hồ cũng chưa từng bước vào người trẻ tuổi tộc tu sĩ, vậy mà lấy được đãi ngộ như vậy để cho không ít người đều hết sức tò mò lai lịch của Lâm Phong. chương 3291, tinh không thế giới thế lực lớn. Bí mật có người ở giúp nhau hỏi bên người tu sĩ có biết hay không lai lịch của Lâm Phong. Thế nhưng, nơi này tu sĩ cũng không có người nhận thức Lâm Phong. Lúc trước Lâm Phong tại cửu châu thanh danh hiển hách, gặp qua Lâm Phong bộ dáng vạn tộc, vượt ngoại trùng tộc, còn có cái khác từ bên ngoài đến thế lực tu sĩ tự nhiên là cực kỳ nhiều. Nhưng làm gì được những người kia sớm đã bị chôn vùi chôn cất tại cửu châu đất màu mỡ chi. Chỉ có cực nhỏ cực nhỏ bộ phận người chạy ra tìm đường sống. Thế nhưng, tinh không thế giới mênh mông bao la bát ngát, lần nữa cùng Lâm Phong đụng phải tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Đa tạ tiên tử, Lâm Phong mỉm cười, đón lấy, hắn cùng với độc tổ, tà tôn thánh giả, hai đại quỷ đế ngồi xuống. Lần lượt có tu sĩ đến nơi, đều là do Mỹ phụ lúc này tiếp đái. Mỹ phụ tên gọi là từ kiều mị cái tên này cùng bản thân nàng khí chất ngược lại là hết sức tương tự càng ngày càng nhiều tu sĩ đến nơi những tu sĩ này đến từ chính tinh không thế giới từng cái tinh vực chi rất nhiều chủng tộc lâm phong thậm chí cũng không có nghe nói qua thấy được kia từng tên một đến nơi tu sĩ lâm phong nhưng vẫn đang tìm kiếm một đạo thân ảnh chính là lúc trước hắn gặp qua người kia thần bí nữ tu lâm phong một mực hảo người kia thần bí nữ tu đến cùng được vật gì lại bị khói đen tộc cường giả cho nhìn chằm chằm Khói đen tộc tu sĩ thực lực tuy không còn nữa trước kia, thế nhưng này nhất tộc như cũ cực kỳ cường đại. Bất kỳ một cái nào vượt qua kỷ nguyên chủng tộc, đều là không thể khinh thường. Thực lực cường đại đến bất khả tư nghị trình độ, không có bao lâu, một tên công tử ở dưới chúng tinh phủng nguyệt đến nơi. Long vũ đằng công tử, người này thế nhưng là người của ma long gia tộc, ma long gia tộc, ma long tinh vực ma long gia tộc đó sao? Không sai, là thế lực nào, Long vũ đằng này tu luyện 24 vạn năm, tại 8 vạn thọ vào cái ngày đó đột phá đến đế cảnh, hiện giờ hơn 10 vạn năm thời gian trôi qua, tu vi tất nhiên đã đến thâm bất khả chắc trình độ. Ở trong ma long gia tộc, người này địa vị cũng là cực kỳ phi phàm được. Xung quanh một ít tu sĩ nhất thời đều nghị luận lên. Ma long tinh vực Lâm Phong cũng không lạ lẫm ban đầu ở lâu lan đảo thời điểm, Lâm Phong nhận thức ma long tinh vực Tôn Thiên Uy, Lam Triều Dương, Nam Cung Thanh Quán, Âu Dương Tử Tuyết đám người những người này đều là ma long tinh vực tất cả đại thế gia công tử, tiểu thư. Bọn họ thế lực sau lưng hết sức cường đại, thế nhưng là, bọn họ thế lực sau lưng lại không có cách nào cùng ma long tinh vực ma long tộc đánh đồng. Ma long tộc tại ma long tinh vực thuộc về bá đạo cấp thế lực khác. Có chút tương đương với lúc trước Thái Tiên Tông tại cửu châu đại thế giới địa vị. Chính là hoàn toàn xứng đáng cường thế nhất lực. Từ kia mảnh tinh vực lấy ma long gia tộc mệnh danh biết ma long tộc tại ma long tinh vực siêu phàm địa vị rất nhiều người đều trước cùng Long Vũ Đằng chào hỏi. Long Vũ Đằng thì là thần sắc đạm mạc hướng phía những người kia gật gật đầu. Mặc dù Long Vũ Đằng thần sắc lạnh như băng, một bộ hờ hững bộ dáng. Nhưng như cũng vẫn là không có dập tắt rất nhiều tu sĩ lửa nóng nội tâm. Nếu là có thể kết giao nhân vật như Long Vũ Đằng. Ngày sau tự nhiên sẽ có trợ giúp lớn. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đi đút lót Long Vũ Đằng. Rất nhiều người vẫn là một bộ xem cuộc vui biểu tình. Lần này giao dịch hội mặt, Thế nhưng là Ngọa hổ Tàng Long, Long Vũ đằng đến nơi về sau không có bao lâu, lại tới một đám người. Cầm đầu vẫn là một tên công tử ca bộ dáng tu sĩ. Người này tu sĩ mặt có một đạo to lớn vết sẹo. Đạo kia vết sẹo như một cái con rết đồng dạng dữ tợn khủng bố, ta Đoạn Hồn, ta Ma Cường đạo đoàn ngũ công tử. Thấy được người tới về sau không ít tu sĩ đều hơi hơi nhíu mày. Cái này gọi là tà Đoạn Hồn tu sĩ lai lịch thế nhưng là cực kỳ đáng sợ phổ thân của hắn chính là tà ma cường đạo đoàn đoàn trưởng. Mà tà ma cường đạo đoàn chính là tinh không thế giới uy danh hiển hách cường đạo đoàn. Tại tinh không thế giới chi cường đạo đoàn như ngân hà hạt cát đồng dạng nhiều vô số kể. Thế nhưng tà ma cường đạo đoàn lại là trăm đại cường đạo đoàn chi bài danh thứ 17 vị cường đạo đoàn. Cái này cường đạo đoàn không chỉ có nhân số đông đảo. Mấu chốt nhất chính là cái này cường đạo đoàn cao thủ nhiều như mây. Nghe nói đại đế cấp bậc cường giả, chừng hơn 10 người nhiều tà ma cường đạo đoàn đoàn trưởng chính là đế quân tu vi đỉnh cao bất quá cũng có tin tức nói tà ma cường đạo đoàn đoàn trưởng là vượt qua đế quân cường giả đương nhiên cụ thể là cảnh giới gì có lẽ duy chỉ có người của tà ma cường đạo đoàn biết như thế nào chư vị không chào đón ta đến nơi sao tà đoạn hồn khóe miệng khơi gợi lên một vòng lành lạnh biểu tình rất nhiều người thần sắc âm trầm cũng không để ý tới tà đoạn hồn người này bởi vì đang ngồi không ít tu sĩ thân nhân bằng hữu hoặc là đồng môn cũng bị tà ma cường đạo đoàn cướp bóc qua. Những tu sĩ này đối với tà ma cường đạo đoàn tự nhiên không có cái gì ấn tượng tốt. Ha 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 rồi, chúng ta sao có thể không chào đón tà công tử đâu, tà công tử có thể tới tham gia lần này giao dịch hội, ta đại biểu bách nhà các biểu thị nhất chân thành hoan nghênh. Mỹ phụ vừa cười vừa nói, hay là từ tiên tử nói chuyện nghe. Tà Đoạn Hồn hai mắt hung hăng cạo hướng mỹ phụ kia mê người thân thể mềm mại. Mỹ phụ vừa cười vừa nói Ta công tử mời ngồi vào a. Qua không được bao lâu, giao dịch hội muốn bắt đầu. Ta đoạn hồn gật gật đầu, lập tức tìm địa phương ngồi xuống. Ta đoạn hồn đến nơi, lần lượt lại tới mấy cái đỉnh cấp thế lực cường giả. Bọn chúng đều là chúng tinh phùng nguyệt. Xem ra lần này giao dịch hội xác thực hấp dẫn tới đại lượng tu sĩ. Ngoại trừ giao dịch hội bản thân hấp dẫn người bên ngoài, đoán chừng rất nhiều người đều là bị chư thần chiến trường chi lưu truyền tới kia kiện thần bí đổ vật cho hấp dẫn kia kiện đồ vật, tuyệt đối phi phàm, chính là hiếm thấy chân bảo. Không có bao lâu, một cô gái đến nơi, bạch y như tuyết, che mặt, lúc cô gái kia đến nơi thời điểm, ánh mắt mọi người cũng bị cô gái kia cho hấp dẫn. Cô gái kia thân tựa hồ có một loại mười phần khí chất đặc thù, có thể trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, là nàng, thấy được cô gái kia về sau con mắt của Lâm Phong không khỏi hơi hơi sáng ngời, đúng là hắn một mực chờ đợi cô gái kia. Bị khói đen tộc tu sĩ vây công cô gái kia, thân phận của nàng rất thần bí, liền Mỹ Phụ cũng không biết thân phận của nàng. Cô gái này như là cứ thế xuất hiện đồng dạng, điều này khiến cho Lâm Phong tốt, tại cô gái này đến nơi, lần lượt cũng không có thiếu người đến nơi, cường giả cũng có không ít. Giao dịch này hội quy cách tương đối cao, hoặc là xuất thân phi phàm, hoặc là thực lực cường đại. Hoặc là cùng bách nhà các cao tầng có quan hệ, mới có thể tham gia lần này giao dịch hội. Xem ra ta còn chưa có tới muộn, lúc này bên ngoài dạp mặt truyền đến một đạo buồn rười rượi thanh âm, đón lấy hơn 20 người trào vào bao sương chi, đám người kia nữ có nam có, từng cái thực lực không tầm thường. Bọn này tu sĩ lấy một tên dáng người gầy gò tu sĩ cầm đầu. Người kia dáng người gầy gò tu sĩ dẫn đầu tiến nhập bao xương chi. Người của Thái âm tộc, thấy được người kia cầm đầu tu sĩ, không ít người lên tiếng kinh hô. chương 3292, cuồng ngạo vô cùng lâm phong. Thái âm tộc tuyệt đối có thể được xương tụng tinh không thế giới cường đại nhất bá chủ một trong cái này trùng tộc chính là tiên thiên sinh linh truyền thừa xuống thế lực cường đại bởi vậy vô cùng khủng bố cái thế lực này thiên phú cũng là cực kỳ cường đại thái âm huyết mạch vì từ xưa đến nay cường đại nhất huyết mạch một trong tại từng cái một đại thời đại bên trong thái âm tộc cũng không biết xuất hiện ít nhiều cường giả dù cho cho tới bây giờ thái âm tộc cũng có cấp cao nhất cường giả tỏa trấn không người nào dám khinh thường thái âm tộc thực lực ai nếu là dám can đảm khinh thường thái âm tộc quả thật chính là tự tìm chết nguyên lai là âm thiếu gia hoan nghênh âm thiếu gia tới chúng ta bách nhạc các tổ chức giao dịch hội thấy được người thái âm tộc này tu sĩ về sau mỹ phụ nhất thời lộ ra nụ cười hiển nhiên mỹ phụ hẳn là nhận thức người thái âm tộc này tu sĩ người thái âm tộc này tu sĩ gọi là âm huyễn côn người này là là thái âm tộc dòng chính đệ tử thái âm tộc tương đối thần bí cho nên cũng không biết người này tổ tiên là thái âm tộc vị nào cường giả có người nói nói thái âm tộc cường đại như vậy thế lực tự nhiên không phải là chỉ có nhất mạch, thái âm tộc chia làm bảy đại chủ mạch, này bảy đại chủ mạch dòng chính đệ tử, đều thuộc về thái âm tộc dòng chính hậu nhân. Cùng tiên tử từ biệt cũng có mấy trăm năm, tiên tử phong thái như trước. Âm huyến côn vừa cười vừa nói, ha 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 rồi, đa tạ công tử khích lệ, công tử kính xin nhập tọa A, Mỹ phụ vừa cười vừa nói, âm huyến côn gật gật đầu, đang định tìm địa phương ngồi xuống thời điểm. Hắn nhìn thấy ngồi ở trong dạp lâm phong, sau đó không khỏi mỉa mai nói, như thế nào? Cao như thế quy cách tụ hội, còn có người tộc tu sĩ tham dự đi vào hay sao? Một cái đề tiện chủng tộc mà thôi, tựa hồ cũng không có tư cách tham dự cao như vậy quy cách tụ hội. Nghe được âm huyến côn lời nói này, rất nhiều người tinh thần nhất thời đột nhiên chấn động. Hiển nhiên, âm huyến côn nghĩa mai đối tượng chính là Lâm Phong, bởi vì cả tòa trong giạc cũng chỉ có Lâm Phong một tên nhân tộc tu sĩ. Mà lúc trước có không ít người thấy được Mỹ phụ đối với Lâm Phong hết sức nhiệt tình. Những tu sĩ kia biết, Lâm Phong mặc dù là nhân tộc tu sĩ, nhưng sợ là cũng có được phi phàm lai lịch, nhân tộc thế lực hiện tại tuy suy yếu, nhưng cũng không phải nói không có cường đại nhân tộc thế lực. Lâm Phong thản nhiên nói, luôn miệng nói người khác chủng tộc là ti tiện chủng tộc, chính mình chủng tộc lại tính là gì. Làm người không nên quá tự cho là đúng, quả thật chính là ếch ngồi đáy giếng. Người tại phản bác bổn công tử sao, người có tư cách phản bác. Âm huyến côn nhất thời cười lạnh liên tục nhìn về phía Lâm Phong, năm đó nhân tộc đích xác cường đại qua nhưng hiện giờ nhân tộc huyết mạch đã không được cho nên nhân tộc thế lực đi về hướng suy bại năm đó mặc dù cường đại hơn nữa thì như thế nào huyết mạch suy bại hạ xuống chính là đê tiện chủng tộc nhất định sẽ trở thành người khác tu luyện trên đường đá kê chân mà thôi nói như vậy đây không sợ đau đầu lưỡi sao ta mơ hồ trong đó cảm giác thái âm của ngươi huyết mạch cũng không phải đặc biệt cường đại ta suy đoán tuy ngươi là thái âm tộc dòng chính đệ tử nhưng đoán chừng cũng chỉ là loại kia xếp hạng cuối cùng dòng chính đệ tử a Thái âm huyết mạch phục hồi ít như vậy, trong gia tộc hẳn là không được coi trọng a. À. Lâm Phong mỉa mai nói, ngươi muốn nói cái gì? Sắc mặt của âm huyễn côn đã trở nên càng ngày càng băng lãnh lên. Bởi vì Lâm Phong đoán vô cùng đúng, tuy âm huyễn côn là người của Thái âm tộc, thế nhưng, bởi vì huyết mạch nguyên nhân, hắn tại Thái âm tộc cũng không phải rất được coi trọng. Ta suy đoán người từ nhỏ đến lớn hẳn là trong thái âm tộc chịu qua rất nhiều kỳ thị, đại gia tộc nha, tranh đấu đều hết sức lợi hại, nào có cái gì thân tình đáng nói hơn nữa ta cảm thấy cho ngươi từ nhỏ đến lớn hẳn là bị không ít tộc nhân khi nhục a à. có hay không có rất nhiều người hôm ngươi phế vật chính là bởi vì từ nhỏ đến lớn đã chịu đến những cái này khuất nhục để cho người của ngươi tính trực tiếp phận vẹo ngươi trong thái âm tộc không được coi trọng vì vậy ngươi bỏ chạy ra đến bên ngoài nhờ vào tại thái âm tộc thanh danh cáo mượn oai hùng nhưng mặc dù để cho ngươi khoe khoang một phen lại có thể thế nào đâu này phế vật thủy chung là phế vật trở lại thái âm tộc người vẫn hay là kia cái không bị gia tộc coi trọng phế vật Lâm Phong khóe miệng khơi gợi lên một vòng cười lạnh độ cong. Này của hắn lời nói, có thể nói là chữ chữ chu tâm. Lâm Phong cảm giác, chính mình phỏng đoán trên căn bản là 89 phần. Đại gia tộc tranh đấu, rất dễ dàng suy đoán. Người đây là tại từ tìm chết, âm huyến côn nắm tay không khỏi nắm lại với nhau, trong con người đã hiện lên lành lạnh sát ý. Nói ngươi là phế vật ngươi còn không thừa nhận, hiện tại như thế hồn hển đã chứng minh ta vừa mới suy đoán hoàn toàn chính là chính xác không cần lại che giấu thân phận của mình, thái âm tộc phế vật. Lâm Phong bĩu môi nói, trong dạp rất nhiều tu sĩ khóe miệng đều kịch liệt run rẩy đi lên. Lâm Phong một phen, quả thật giống như là một chuôi dao găm. Một đao tử đón lấy một đao tử cắt tại trên người âm huyễn côn. Nhìn sắc mặt của âm huyễn côn liền biết giờ này khắc này âm huyễn côn đến cùng phẫn nộ trở thành bộ dáng gì nữa. Rất nhiều người đều cực kỳ chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Phong cũng dám như vậy đắc tội âm huyễn côn âm huyến côn thế nhưng là người của thái âm tộc A. Bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải nhìn chủ nhân nha. Huống chi âm huyến côn hay là thái âm tộc dòng chính đệ tử. Tuy âm huyến côn trong gia tộc không quá được coi trọng, thế nhưng cũng là tương đối mà nói. So sánh dòng chính đệ tử bên trong những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu, âm huyến côn tự nhiên không được coi trọng. Nhưng đối với rất nhiều chi mạch đệ tử, âm huyến côn vẫn tương đối được coi trọng. Rốt cuộc thân phận tại nơi này bày biện nha. Hơn nữa, Âm huyến côn ở bên ngoài, đại biểu mặt mũi của thái âm tộc. Đắc tội âm huyến côn, cùng đắc tội thái âm tộc không có cái gì khác nhau. Thế nhưng là, Lâm Phong lại hết lần này tới lần khác đắc tội âm huyến côn. Như thế chào phúng âm huyến côn, hai bên cửu hận xem như triệt để kết liễu rồi. Tiểu tử, người đã triệt để chọc giận ta, hiện tại nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Âm huyến côn phất phất tay, nhất thời một đám người hướng phía Lâm Phong quay quanh mà đi. Muốn vây công Lâm Phong nói ngươi là phế vật ngươi chính là phế vật nếu là ta đổi thành ngươi bị người khác như thế nhục nhã đã sớm chính mình động thủ chỉ có chính mình động thủ mới có thể giải hận duy chỉ có ngươi phế vật như vậy mới có thể để cho người khác động thủ bất quá cùng bên người ngươi đám người kia cũng đều là phế vật ta cũng lười động thủ hiện tại cho các ngươi bọn này phế vật một cái cơ hội quỳ trên mặt đất một người cho mình 10 cái miệng tử sau đó cút ra ngoài bằng không mà nói các ngươi muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh ra ngoài đã có thể không phải chuyện dễ dàng như vậy lâm phong thản nhiên nói hắn những lời này có thể nói cuồng vọng đến cực điểm muốn biết rõ âm huyễn côn bên này cũng có ba người đại đế cấp bậc tu sĩ mà người khác đều là chuẩn đế cảnh giới nhiều như vậy cường giả liên hợp cùng một chỗ chiến lược là cực kỳ khủng bố lâm phong lại hoàn toàn không có đem âm huyễn côn những người này để vào mắt quả thật cuồng vọng tới cực điểm thứ không biết chết sống cũng dám trước mặt bổn công tử lớn lối như thế thật sự là tự tìm đường chết đều lên cho ta cho ta phế đi tiểu tử này, đợi tí nữa bổn công tử muốn hung hăng tra tấn hắn." Âm Huyễn Côn lạnh lùng phân phó nói. "Chương 3293, phế bỏ, yên tâm đi âm ít, đợi tí nữa tất nhiên bắt lấy tiểu tử này để cho âm ít hảo hảo xuất nhất khẩu ác khí." Nó một tôn đại đế cấp bậc tu sĩ nói, người đại đế cấp bậc này tu sĩ chính là Âm Huyễn Côn bên ngoài làm quen tu sĩ. Hiện giờ loạn thế đến nơi, khắp nơi đều là đại chiến mấy ngày liền, dù cho đại đế cấp bậc cường giả cũng rất có thể vẫn lạc. Bởi vậy, những đại đế cấp bậc này cường giả, cũng đều muốn trèo trao một ít thế lực lớn. Có thế lực lớn che chở, tự nhiên không giống với lúc trước. Dường như tà ma cường đạo đoàn vậy mà có được hơn 10 tôn đại đế. Này hơn 10 tôn đại đế nhìn như nhân số rất nhiều. Thế nhưng là, người muốn biết, mình mông bao là bát ngát tinh không thế giới, vô biên vô hạn khổng lồ. Cửu châu đại thế giới tại tinh không thế giới chi cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Bởi vậy, như thế mình mông tinh không thế giới, xuất hiện rất nhiều đế cảnh cường giả tự nhiên là rất bình thường. Mà tinh không thế giới bài danh thứ 17 cường đạo đoàn, mới chỉ là hơn 10 tôn đại đế, đối với minh mông bao la bát ngát tinh không thế giới, bài danh cao như thế cường đạo đoàn tụ họp hơn 10 tôn đại đế. Nhân số kỳ thật cũng không tính đặc biệt nhiều, những đại đế đó vì cái gì gia nhập cường đạo đoàn? Là tối trọng yếu nhất nguyên nhân có hai cái, đệ một nguyên nhân, cường đạo đoàn không ngừng cướp đoạt tinh không đi tu sĩ bảo bối thậm chí hội công đánh rất nhiều sinh mệnh tinh cầu, cướp đoạt đủ loại bảo bối. Gia nhập những cường đạo này đoàn về sau, rất dễ dàng đạt được rất nhiều bảo bối. Cái nguyên nhân thứ hai, loạn thế đến nơi, dù cho những đại đế này cũng cần giúp nhau ôm đoàn. Như vậy mới có thể sống lâu hơn một chút. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người thích nương nhờ một ít cấp cao nhất thế lực. Đại đế cấp bậc cường giả, vô luận nương nhờ cái nào đỉnh cấp thế lực, đều biết đạt được không tệ đãi ngộ chỉ bất quá một ít đại đế cũng không thích bị ước thúc cho nên không nguyện ý đi đường này mà những cái kia không nguyện ý bị ước thúc đại đế thường thường hội gia nhập tinh không thế giới rất nhiều cường đạo đoàn chi cũng có một ít đại đế thì là liên hợp cùng một chỗ cấu thành đồng minh giúp đỡ cho nhau bởi vậy tại tinh không thế giới chi đủ loại tổ chức cực kỳ nhiều những cái kia tổ chức phải không nghĩ bị ước thúc lại không muốn làm cường đạo đại đế cấp cường giả liên hợp xây dựng mà thành Đi theo bên người âm huyễn côn ba tôn đại đế đều là thông qua âm huyễn côn quan hệ, phụ thuộc thái âm tộc. Cho nên này ba tôn đại đế đối với lời của âm huyễn côn đều hết sức thuận theo. Hơn nữa, đi theo âm huyễn côn, ba tôn đại đế cũng xác thực mò được hơn nhiều chỗ tốt. Đối mặt với nhiều như vậy cường giả vây công, lâm phong thần sắc hờ hứng. Hắn thậm chí không hề nhúc nhích một chút, có độc tổ, tà tôn thánh giả, hai đại quỷ đế tại. Căn bản không cần lâm phong động thủ, thứ không biết chết sống, ngay cả chúng ta công tử cũng dám đắc tội mù các ngươi mắt chó hay sao độc tổ cười lạnh lên tiếng rất nhanh xông ra ngoài cửu châu đại đế vốn thế giới khác đại đế cường đại hơn nhiều mà âm huyễn côn bên người ba tôn đại đế lại chỉ là thần đế cảnh giới tu vi tự nhiên không có khả năng cùng độc tổ bốn người chống lại dù cho thêm một đám chuẩn đế cấp tu sĩ khác cũng xa xa vô pháp cùng độc tổ đám người chống lại oanh khí tức kinh khủng tràn ngập mà ra Độc tổ bốn người cũng không lại che giấu tu vi của mình, trực tiếp phóng xuất ra khí thức cường đại. Đại đế, bốn tôn đại đế, rất nhiều người không khỏi kinh hô lên, một ít cảnh giới rất cao đại đế có lẽ có thể cảm ứng ra tới độc tổ đám người tu vi. Nhưng tầm thường đại đế cùng với một ít chuẩn đế cảnh giới tu sĩ căn bản cảm ứng không đi ra độc tổ đám người tu vi. Cho nên khi độc tổ bốn người phóng xuất ra đế cảnh khí tức, rung động rất nhiều người. Dầm dầm dầm, răng rắc răng rắc, cùng với từng đạo nặng nề va chạm thanh âm truyền ra cùng nứt xương thanh âm truyền ra. Từng tên một tu sĩ bị độc tổ bốn người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Những tu sĩ này tu vi tại độc tổ, tà tôn thánh giả, hai đại trước mặt quỷ đế căn bản là không chịu nổi một kích. Dù cho ba tôn đại đế cũng không có ngăn cản được độc tổ bốn người công kích. Từng cái một bị đánh hộp máu, sau đó bị ném ra ngoài. Vậy bốn người đại đế đều là người kia nhân tộc tiểu tử tùy tùng A, Nhân tộc kia tiểu tử xuất hành vậy mà mang theo bốn tôn lợi hại như vậy đại đế, hắn đến cùng là thân phận gì? Rất nhiều tu sĩ nhìn về phía Lâm Phong đều là nghi hoặc không biểu tình. Bọn họ càng cảm giác Lâm Phong có lẽ có lấy thiên đại lai lịch. Bằng không mà nói, tại sao có thể để cho bốn tôn đại đế theo bên người trở thành tùy tùng đâu này? Trước kia chưa từng nghe nói qua một người như vậy, hơn nữa nhân tộc đỉnh cấp thế lực tuy cũng có, nhưng quá hiếm thấy, cho nên không thể thường thường nhìn thấy. Tràn ngập một loại thần bí cảm giác. Bởi vậy người kia tuổi trẻ công tử thân phận, càng thêm khó bề phân biệt. Đón lấy lại có tu sĩ nói, vẫn đang suy đoán thân phận Lâm Phong, nhưng không có đầu mối gì. Một số người nhỏ giọng hỏi Mỹ phụ, thế nhưng Mỹ phụ chỉ là cười cười, chưa từng nói cho đối phương biết thân phận Lâm Phong. Tại Lâm Phong chưa từng cho phép dưới tình huống, Mỹ phụ hiển nhiên sẽ không tự tiện đem thân phận Lâm Phong công bố ra. Độc tổ bốn người trực tiếp đem âm huyễn côn bao vây lại. Giờ này khắc này âm huyễn côn sắc mặt âm trầm đến cực điểm cái này cảnh giới của âm huyễn côn cùng lâm phong đồng dạng. Đều là chuẩn đế cảnh giới 99 trọng thiên, tuy cảnh giới đồng dạng, thế nhưng âm huyễn côn thực lực cùng lâm phong tranh lệch quá xa. Lâm phong thế nhưng là dẫm lên trắng ngần xương trắng đi đến một bước này. Mà âm huyễn côn người này thì là các loại tài nguyên tu luyện trồng chất lên. Bản thân chiến lực, tự nhiên không có cách nào cùng lâm phong hỗ trợ, ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu là dám động đến ta một chút, thái âm tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Âm huyến côn thần sắc âm trầm nói, hiện giờ hắn đặc biệt đề cập thái âm tộc, là muốn để cho lâm phong đám người kiêng kỵ thái âm tộc. Thái âm tộc cái này chủng tộc xác thực không cường đại, nhưng lâm phong căn bản không quan tâm. Tinh không thế giới mênh mông bao la bát ngát, thái âm tộc muốn đối phó mình cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ba, độc tổ trực tiếp một trưởng hướng phía âm huyến côn rút qua, sau đó cao giọng mắng, tiểu tử. Thái âm tộc thì như thế nào? Thực cho là chúng ta sợ a, à? Ngươi dám đánh ta, âm huyến côn không dám tin nhìn về phía độc tổ không cần cùng hắn nói nhảm trực tiếp cắt đứt tứ chi ném đi lâm phong thản nhiên nói rất nhiều người hít vào một hơi khí lạnh đối với tính cách của lâm phong tất cả mọi người có càng nhiều hiểu rõ thật sự là một cái không sợ trời không sợ đất người a à. lại muốn trực tiếp cắt đứt âm huyến côn tứ chi này đem triệt để đắc tội thái âm tộc thế nhưng là lâm phong lại không có chút nào e ngại ý tứ đây là hoàn toàn không đem thái âm tộc uy hiếp để trong lòng sao các ngươi dám, âm huyến côn kinh hãi kêu lên. Sau một khắc, độc tổ một trường chụp về phía âm huyến côn. Âm huyến côn nhanh chóng xuất thủ, cùng độc tổ đối oanh một kích. Nhưng căn bản không phải là đối thủ của độc tổ. Cánh tay trong chớp mắt bị độc tổ oanh đã đoạn. Âm huyến côn cả người bay ngược ra ngoài. Độc tổ thì là sông tiến đến, phế bỏ âm huyến côn tứ chi. Lập tức đem âm huyến côn từ bách nhạc các lầu bảy cửa sổ chi trực tiếp ném ra ngoài. chương 3294, giao dịch. Đường đường thái âm tộc dòng chính đệ tử vậy mà cứ như vậy bị đánh bị dày vò ném ra bách nhà các. Loại thủ đoạn này thật sự là chấn kinh rồi rất nhiều người. Mà âm huyến côn những cái kia tùy tùng cũng té đồng dạng hướng phía bên ngoài chạy tới. Không dám ở cái địa phương này chờ lâu một phút đồng hồ. Chư vị, người cũng đến không sai biệt lắm, chúng ta hiện tại có thể tiến hành lần này giao dịch hội. Lúc này Mỹ phụ nói, mọi người nghe được giao dịch hội sắp sửa bắt đầu, lập tức tinh thần chấn động có người không thể chờ đợi được nói tiên tử có hay không có thể đem chư thần bên trong chiến trường lưu truyền tới kia kiện đồ vật đã lấy ra để ta đợi một khai nhãn giới mỹ phụ nói đạo hữu chớ để nóng vội nắm giữ kia kiện trí bảo tiền bối còn chưa từng xuất hiện chúng ta giao dịch hội tạm thời tiến hành đợi đến vị tiền bối kia xuất hiện thời điểm tự nhiên sẽ lấy ra kia kiện trí bảo cùng mọi người giao dịch mọi người nghe vậy đều là gật gật đầu cao như vậy quy cách giao dịch hội trên cơ bản đều là lấy vật đổi vật bởi vậy tham dự giao dịch như vậy hội, trên người muốn chuẩn bị cho tốt không ít đỉnh cấp bảo bối. Bằng không mà nói, rất có thể tại cao như vậy quy cách giao dịch hội bên trong chẳng được gì. Như vậy ví dụ, cũng là có chút thường thấy, oanh, khí tức kinh khủng tràn ngập, nguyên lai là một người tu sĩ lấy ra một kiện bảo bối, mà cỗ này khí tức kinh khủng, thì là kia kiện bảo bối bên trong phát ra. Kia kiện bảo bối, chính là một đầu bạch ngọc sư tử. Đầu kia bạch ngọc sư tử, vậy mà sinh ra 12 đôi cánh chim cũng không biết là một loại gì dạng sinh linh, này đối với Bạch Ngọc Sư Tử một khi kích hoạt, có thể hóa thành huyết nhục sinh linh. Bạch Ngọc Sư Tử chủ nhân chính là một tên dáng người khôi ngô lão già, người này gọi là Vân Đạo Lão Nhân. Chính là tinh không thế giới bên trong uy danh hiển hách tán tu. Thực lực thâm bất khả chắc, Vân Đạo Lão Nhân tiếng nói hạ xuống, hướng phía Bạch Ngọc Sư Tử nhẹ nhàng khẽ điểm. Giống, trầm thấp tiếng gầm bỗng nhiên truyền ra, Bạch Ngọc Sư Tử trực tiếp biến thành một đầu huyết nhục sư tử toàn thân thanh sắc sư mau, hung uy hiển hách, 12 đôi cánh chim triển khai kéo dài ra hơn 10 thước xa. Rất nhiều người có cảm giác hết sức thần diệu, bạch ngọc sư tử này lại có thể chủ động hóa thành huyết nhục thân thể. Thật sự là quá không thể tưởng tượng, ngoại trừ hóa thành huyết nhục thân thể ra, bạch ngọc sư tử còn có tác dụng gì? Có tu sĩ hỏi, đối với bạch ngọc sư tử rất cảm thấy hứng thú, bạch ngọc sư tử xác thực rất không phàm trần, đưa tới không ít người hứng thú. Vân đạo lão nhân nói, Bạch Ngọc Sư Tử một khi bị tế luyện, có thể cùng chủ nhân tâm thần hợp nhất, hơn nữa có thể phát huy ra chủ nhân 70% chiến lực, liền tương đương với tế luyện một tôn cường đại phân thân, hơn nữa Bạch Ngọc Sư Tử có thể xuyên toa hư không, nếu là gặp được cường địch, đại khái có thể nhờ vào tại Bạch Ngọc Sư Tử loại này phi phàm năng lực xuyên toa hư không, rất nhanh thoát khỏi đối phương. Hảo một đầu Bạch Ngọc Sư Tử, Bạch Ngọc Sư Tử này, các hạ muốn hối đoái cái gì? Một tên lão già hỏi, rất nhiều ánh mắt của người đều nhìn về vân đạo lão nhân bạch ngọc sư tử thật sự là nghịch thiên ở đây tất cả mọi người gần như đều động tâm doài bao gồm lâm phong đều động tâm doài nếu là có thể tế luyện bạch ngọc sư tử thật sự là như hổ thêm cánh hối đoái một khối hỗn độn thiết vân đạo lão nhân nói hỗn độn thiết nghe được ba chữ kia về sau rất nhiều người nhất thời lắc đầu hỗn độn thiết loại vật này lâm phong cũng đã được nghe nói nhưng chưa bao giờ thấy qua tin đồn hỗn độn thiết chính là thiên địa không khai mở một mảnh hỗn độn thời điểm thai nghén ra tiên thiết đây là ở giữa thiên địa thai ngén suốt đến sớm nhất tiên thiết giá trị thậm chí so với hỗn độn thạch còn muốn chân quý loại vật này quá hiếm thấy không cần nói hiện tại dù cho tại thái sơ đợi niên đại muốn tìm kiếm được hỗn độn thiết cũng cũng không dễ dàng thịnh truyền lớn chừng ngón cái một khối hỗn độn thiết dung nhập pháp bảo bên trong thì có hy vọng để cho pháp bảo lột xác thành tiên khí đương nhiên tin đồn có phải thật hay không lâm phong cũng không biết bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua hỗn độn thiết đối với hỗn độn thiết lý giải đều là từ trong truyền thuyết thấy hoặc là nghe được đương nhiên thiên địa to lớn bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh bảo vệ không cho phép thế gian này có lẽ còn có hỗn độn thiết truyền thừa hạ xuống có hay không có thể dùng cái khác đến đồ vật hối đoái có người lên tiếng hỏi căn bản cầm không ra hỗn độn thiết muốn dùng những vật khác cùng vân đạo lão nhân tiến hành hối đoái thế nhưng vân đạo lão nhân lại lắc đầu nói lão phu hối đoái hỗn độn thiết Xung quanh một mảnh an tĩnh, rất nhiều người tuy muốn hối đoái, nhưng làm gì được căn bản cầm không ra hỗn độn thiết như vậy chí bảo. Tự nhiên vô pháp cùng Vân Đạo lão nhân tiến hành đổi. Ta chỗ này có hỗn độn thiết, thời điểm này một giọng nói truyền ra, mọi người nhao nhao nhìn lại, Lâm Phong giật mình, dĩ nhiên là lúc trước bị khói đen tộc vây công người kia Bạch Y nữ tử. Nàng rất thần bí, lúc trước nghe mỹ phụ nói qua, phía trước mấy lần giao dịch hội người này Bạch Y nữ tử đều xuất hiện hơn nữa mỗi lần đều biết chào hàng hoặc là mua sắm không ít đồ vật hiện giờ người này bạch y nữ tử lại có thể lấy ra hỗn độn thiết loại vật này thật là làm cho người chấn kinh a nghe vậy vân đạo lão nhân con mắt nhất thời sáng sủa lên bạch y nữ tử lấy ra một ít khối nhũ bạch sắc tiên thiết tiên thiết rất nhỏ đại khái cùng một cái đậu phộng hạt cỡ không sai chính là hỗn độn thiết lão phu cùng ngươi thay đổi vân đạo lão nhân hiển lộ cực kỳ kích động lâm phong suy đoán vân đạo này lão nhân tám phần là muốn đem pháp bảo của mình đẳng cấp thăng cấp cho nên mới bức thiết tìm đến hỗn độn thiết như vậy trí bảo hai bên hoàn thành giao dịch về sau từng người ngồi xuống kế tiếp từng tên một tu sĩ lấy ra việc của mình trước chuẩn bị cho tốt bảo bối tiến hành giao dịch bởi vì là lấy vật đổi vật cho nên thành công xác suất cũng không phải đặc biệt cao lâm phong một mực ở đứng ngoài quan sát bởi vì xuất hiện những bảo bối kia có rất ít bảo bối có thể khiến cho hứng thú của hắn bởi vậy lâm phong một mực chưa từng xuất thủ đại khái qua hai canh giờ lâm phong thì là lấy ra chính mình chuẩn bị một ít bảo bối lâm phong lấy ra đệ nhất kiện bảo bối chính là một kiện bán thành phẩm đế binh cái này bán thành phẩm đế binh gọi là thiên lôi đao bán thành phẩm đế binh cùng chuẩn đế binh không đồng nhất chuẩn đế binh đã thành hình muốn tiến hóa làm đế binh tương đối khó khăn mà bán thành phẩm đế binh còn chưa từng thành hình bởi vậy chỉ cần tìm được phù hợp tế luyện phương pháp có chút dễ dàng là có thể lột xác thành chân chính đế binh. Lâm Phong lấy ra đệ nhị kiện chí bảo chính là một mai địa long tiên đan, đây chính là tiên đan cấp bậc, mặc dù chỉ là bình thường nhất tiên đan, nhưng giá trị cũng không cách nào đánh giá, có thể cải thiện tu sĩ thể chất, để cho tu sĩ thể chất dần dần hướng long tộc thể chất phát triển. Muốn biết rõ long tộc thể chất là vô cùng khủng bố, tại trư tộc bên trong đều là bài danh trước mấy cường đại thể chất, nếu là có thể cùng long tộc thể chất không sai biệt lắm. Sẽ 10 phần nghịch thiên. Lâm Phong lấy ra đệ tam kiện trí bảo chân quý nhất, chính là một khối tử ma tiên thiết, nghe nói loại tử ma tiên thiết này chế tạo bảo bối, cuối cùng có thể đạt tới chuẩn tiên khí cấp bậc. Thấy được Lâm Phong lấy ra ba kiện bảo bối, rất nhiều người đều giật mình. Này ba kiện bảo bối, bất kỳ một kiện, đều cực kỳ bất phàm. Trường 3295, xung đột tái khởi. Này ba kiện bảo bối bị Lâm Phong cầm sau khi đi ra nhất thời hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người. Lâm Phong giới thiệu nói, ta này ba kiện bảo bối. Đệ nhất kiện bảo bối chính là lấy cửu tiêu thiên lôi thiết chế tạo mà thành bán thành phẩm đế binh. Cái này bán thành phẩm đế binh cự ly trở thành đế binh đã rất gần, đối với tu luyện lôi thuộc tính công pháp tu sĩ mà nói tuyệt đối là một kiện tha thiết ước mơ thần thông. Lâm Phong lời nói này rơi xuống, lúc này liền có vài người tu luyện lôi thuộc tính pháp tắc tu sĩ con mắt nhất thời đột nhiên sáng sổ lại. Một kiện bảo bối như vậy, đối với bọn họ quả thật có thể đủ sản sinh lực hấp dẫn cực lớn. Lâm Phong tiếp tục giới thiệu đệ nhị kiện bảo bối, này đệ nhị kiện đồ vật chính là một mai đan dược gọi là địa long tiên đan đây chính là tiên đan cấp bậc tiên dược địa long tiên đan chính là dùng tiên thảo long huyết cỏ cùng mấy ngàn loại linh dược luyện chế mà thành mà còn sáp nhập vào địa long tinh huyết giá trị vô pháp tưởng tượng mọi người đều biết long tộc thân thể cường đại mà phục dụng địa long tiên đan thân thể có thể rèn luyện đến cùng long tộc thân thể không sai biệt lắm tầng thứ Địa Long Tiên Đàn đưa tới càng nhiều người lực chú ý, rất nhiều người hô hấp cũng không khỏi trở nên có chút trầm trọng. Thân thể nếu là trở nên như long tộc, đồng dạng cường đại, đối với bản thân mà nói tuyệt đối là một lần thiên đại đề thăng. Đối với bản thân tu vi, có thể đưa đến to lớn xúc tiến tác dụng. Lâm Phong tiếp tục giới thiệu đệ Tam kiện bảo bối, đệ Tam kiện bảo bối chính là một khối tử ma tiên thiết, loại này tiên thiết mọi người chắc hẳn hẳn là nghe nói qua. Loại này tiên thiết rèn đúc pháp bảo ngày sau có thể trở thành chuẩn tiên khí cấp bậc pháp bảo uy lực mạnh thật sự là vô pháp tưởng tượng rất nhiều người cũng không khỏi kinh hô lên lâm phong lấy ra trao đổi ba kiện đồ vật đều là giá trị liên thành a tiểu hữu ý định hối đoái một chút gì đó này nọ một tên lão già đã không thể chờ đợi được mà hỏi đây là một người đại đế cấp bậc cường giả khí tức hết sức mạnh mẽ một thân tu vị lại càng là có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung lâm phong nói thiên lôi đao ta muốn hối đoái 100 loại đào tạo thái cổ tổ trùng tài liệu, 100 loại đào tạo thái cổ hoàng điệp tài liệu, 100 loại đào tạo hồng hoang luyện ma trùng tài liệu. Những tài liệu này đều quá chân quý, hơn nữa lại vẫn muốn nhiều như vậy, không khỏi công phu sư tử hoàng. Có người lạnh giọng nói, Lâm Phong thản nhiên nói, nguyện ý mở cái gì giá tiền là tự do của ta, có hay không cùng ta tiến hành giao dịch kia là tự do của các ngươi, vừa không có người buộc ngươi mua. Ngươi, Bị Lâm Phong trả lời lại một cách mỉa mai người kia tu sĩ thần sắc đột nhiên trầm xuống, nhìn về phía Lâm Phong tràn đầy lạnh ý. Thái cổ tổ trùng, thái cổ hoàng điệp, hồng hoang luyện ma trùng, này nhưng đều là trong truyền thuyết thần trùng ma trùng, đặc biệt là thái cổ hoàng điệp loại này sinh linh, tin đồn vũ rực nhẹ nhàng chấn động, 10 vạn giảm tinh không thế giới trong chớp mắt hồi phi yên diệt. Loại này sinh linh chỉ ở thái cổ thời đại ngắn ngủi xuất hiện qua, nhưng đưa tới oanh động cực lớn, hiện giờ ngươi muốn hối đoái bồi dưỡng thái cổ hoàng điệp tài liệu, hẳn là trên người của ngươi có một cái thái cổ hoàng điệp hay sao ma long tộc long vũ đằng thì là nhìn về phía lâm phong hỏi tất cả mọi người nhìn về phía lâm phong bọn họ cùng ma long tộc long vũ đằng đồng dạng cũng hoài nghi trên người lâm phong có lẽ có một cái thái cổ hoàng điệp bằng không mà nói lâm phong không cần thiết hối đoái bồi dưỡng thái cổ hoàng điệp tài liệu lâm phong gật gật đầu nói không sai trên người ta có một cái thái cổ hoàng điệp ấu bươm bướm Lâm Phong lời này vừa nói ra, trong giáp nhất thời truyền tới từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm. Như vậy hảo, ta chỗ này có một cái huyết yêu ma lang sinh hạ sói nhỏ. Huyết yêu ma lang này là có thể đủ cùng long tộc tranh phong khủng bố chủng tộc, ta dùng này sói nhỏ trao đổi thái cổ hoàng điệp của ngươi chứng, làm thành khoản này giao dịch, từ nay về sau, chúng ta chính là bằng hữu. nếu ngươi là tại tinh không thế giới gặp được chuyện không giải quyết được, cũng có thể tới tìm ta, ta tất nhiên giúp ngươi giải quyết xong những cái kia phiền toái sự tình. Long Vũ đằng dùng một bộ chân thật đáng tin ngữ khi nói. Loại này cao cao tại thượng dáng dấp, để cho Lâm Phong không khỏi hơi hơi nhíu mày. Hắn thản nhiên nói, không có hứng thú cùng ngươi làm giao dịch này. Tiểu tử, ngươi là cho mặt không biết xấu hổ sao. Đằng công tử cùng ngươi làm giao dịch, ngươi hẳn là cảm giác vui mừng mới đúng, không muốn không biết điều. Long Vũ đằng bên người một tên đế cảnh cường giả lạnh giọng nói. Người đế cảnh kia cường giả, dĩ nhiên là một tôn tiên đế cấp bậc cường giả. Cường giả như vậy, phóng tầm mắt tinh không thế giới, đều được cho cao thủ. Hơn nữa người kia tu sĩ hay là tiên đế cảnh giới ngũ trọng thiên cường giả. Cho nên, chẳng quản Lâm Phong bên này có độc tổ, Tà Tôn Thánh giả, hai đại quỷ đế bốn tôn đại đế. Thế nhưng người tiên đế này cấp tu sĩ khác, cũng căn bản không quan tâm. Độc tổ bốn người, căn bản không bị hắn để vào mắt. Long Vỗ Đằng thì là không nói gì, mà là thần sắc hờ hững nhìn nhìn đây hết thảy hắn xuất thân cao quý, chưa từng có người dám phản kháng hắn. Nhưng hiện giờ, Lâm Phong cũng dám phản kháng hắn, điều này làm cho Long Vũ đẳng động sát ý. Một con chó cũng dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Chính mình chó chính mình xem trọng, bằng không mà nói, không chừng con chó này cuối cùng hội rơi vào một cái dạng gì kết cục. Lâm Phong thản nhiên nói, ngươi dám như thế nhục nhã bổn đế, tiểu tử, người đây là tự tìm chết, người tiên đế này cấp tu sĩ khác sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm lên. Oanh, khí tức kinh khủng từ trong thân thể hắn phát ra, người tiên đế này cấp tu sĩ khác, tựa hồ muốn xuất thủ gạt bỏ lâm phong, thấy được người tiên đế này cấp tu sĩ khác muốn động thủ. Mỹ Phụ nhanh chóng nói, tôn đạo hiếu, nơi này là bách nhạc các tổ chức giao dịch hội, tuyệt đối không cho phép tư đấu. Kính xin tôn đạo hiếu thu liếm một phen, bằng không mà nói, chúng ta chỉ có thể thỉnh tôn đạo hiếu rời đi. Mỹ Phụ lần này ra mặt bảo vệ Lâm Phong, tự nhiên không phải là bởi vì nàng có nhiều quan hệ Lâm Phong an nguy. Chủ yếu là bởi vì Bách Nhạc Các có thể dùng đến Lâm Phong. Bởi vậy, hiện giai đoạn Lâm Phong còn không xảy ra chuyện gì, về phần đợi sử dụng hết Lâm Phong, trên người Lâm Phong phát sinh bất kỳ bất hạnh sự tình, cũng đều cùng bọn họ Bách Nhạc Các không có có quan hệ gì. Người tiên đế này cấp bậc cường giả gọi là Tôn Vĩnh Đào. Nghe được Mỹ phụ một phen lời, sắc mặt không khỏi hơi hơi có chút khó coi. Lúc trước Lâm Phong bên này bốn tôn đại đế đem Thái Âm tộc một đám người đánh bị dày vò. Mỹ phụ cũng chưa từng ra mặt hiện giờ lại xuất thủ ngăn cản chính mình hiển nhiên đang thiên vị lâm phong thế nhưng tôn vĩnh đào nhưng lại không thể không cho mỹ phụ mặt mũi này tuy tôn vĩnh đào hiện giờ bám vào ma long tộc dưới trướng có thể hắn còn là không dám vì tùy, tùy tiện tiện đắc tội thế lực khổng lồ bách nhạc các tiểu tử ngươi cũng chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng tìm kiếm che chở bất quá ta không tin bách nhạc các hội một mực che chở ngươi tìm đến cơ hội ta sẽ xuất thủ đến lúc sau ta rất chờ mong thấy được như là một con chó đồng dạng Quỳ ở trước mặt ta, khẩn cầu ta tha cho ngươi khỏi chết. Tôn Vĩnh Đào thần sắc hờ hững nhìn về phía Lâm Phong, kia phó mục quang thật giống như nhìn nhìn một tên người chết đồng dạng. Chương 3296, Thái cổ lôi thần truyền nhân. Lâm Phong thần sắc đạm mạc nhìn về phía Tôn Vĩnh Đào, nói, ta cảm thấy được ngược lại là ngươi hẳn là vui mừng. Bởi vì thực nếu là xuất thủ, hiện tại ngươi đã trở thành người chết rồi. Nghe được Lâm Phong lời nói này, Tôn Vĩnh Đào còn muốn đang nói cái gì? nhưng lúc này Long Vũ Đằng thì là nói, tôn huynh. Không cần cùng kẻ này nhiều lời, căn bản không cần cùng một cái đê tiện chủng tộc, hơn nữa không lâu sau về sau phải chết đi tu sĩ nói nhiều như vậy nói nhảm. Không sai, nhân tộc huyết mạch tan tác, năm đó cũng bất quá chỉ là vô số chủng tộc nuôi nhốt xúc vật mà thôi, chỉ bất quá những cái này xúc vật có đôi khi hội không biết sống chết ở bên ngoài nhảy nhót, vậy chúng ta làm thịt những cái này xúc vật là được. Tôn Vĩnh Đào thì là nói, Lâm Phong thần sắc hờ hứng, không có tiếp tục phản ứng hai người này thực nếu là động thủ lâm phong có lòng tin đánh chết hai người này người của ma long tộc thì như thế nào theo giết không tha bởi vì lâm phong tu luyện vốn là trí tôn chi đạo trí cao không đại đạo quét ngang hết thảy ngăn cản đánh đâu thắng đó thần cản sát thần phật ngăn cản chu phật nếu là không có người muốn mà nói giao dịch này chấm dứt lâm phong nói thiên lôi đao ta muốn thế nhưng công tử cần chờ đợi trong chốc lát ta đã sai người mau chóng đi thu thập công tử muốn đồ vật. Đợi đồ vật đến nơi, lập tức có thể cùng công tử làm giao dịch. Thời điểm này một tên nữ tu nói, người này nữ tu một thân tử y, dáng người cao gầy động lòng người. Xem ra hơn 20 tuổi bộ dáng, nhưng tu sĩ tuổi tác không thể đơn thuần từ bề ngoài để phán đoán. Người này nữ tu tất nhiên không chỉ là hơn 20 tuổi, bởi vì tu sĩ thọ nguyên đã lâu, cho nên dung nhan lão cực kỳ chi chậm mà rất nhiều nữ tu lại càng là phục dụng chú nhan đan hoặc là tu luyện qua chú nhan thuật. Càng trẻ ra động lòng người rồi, là lôi tử y, tin đồn nữ nhân này cùng thái cổ lôi thần có quan hệ. Có người nói nói, Lâm Phong hơi hơi giật mình, thái cổ lôi thần thế nhưng là một tôn khủng bố tồn tại a à? một thân tu vị quả thật có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Thái cổ lôi thần truyền thừa không cường đại, lúc trước Lâm Phong đã từng đạt được qua thái cổ lôi thần bộ phận truyền thừa. Năm đó thái cổ long tượng xưng bá tinh không thế giới thời điểm. Thái cổ Lôi Thần là số ít có thể cùng Thái cổ Long Tượng chống lại tồn tại. Lâm Phong Tâm không khỏi hơi động một chút, Lôi Tử Y này cùng Thái cổ Lôi Thần có quan hệ, chẳng lẽ là Thái cổ Lôi Thần hậu duệ hay sao? Có lẽ, thật sự có khả năng này, nghĩ tới đây, Lâm Phong không khỏi hít sâu một hơi. Hắn nói, "Hảo, ta tạm thời chờ đợi một phen." Lôi Tử Y gật gật đầu, cũng không có nhiều lời nữa. Lâm Phong thì là tiếp tục nói, "Để nhị kiện bảo bối giá trị của Địa Long Tiên Đan mọi người cũng đều biết." kiện bảo bối này, ta muốn hối đoái 20 loại tam thiên đại đạo. Hừ, bất luận một loại nào tam thiên đại đạo cũng có thể khai sáng một cái cường đại môn phái, đây là bất thế truyền thừa, giá trị của địa long tiên đan tuy rất cao, nhưng muốn hối đoái 20 loại tam thiên đại đạo cũng không tránh khỏi quá công phu sư tử ngoạc. Có tu sĩ lạnh giọng nói, người này tu sĩ muốn cùng lâm phong giao dịch, nhưng lại cảm thấy lâm phong giá cả quá cao. Bởi vậy mới có thể nói suốt lời nói này, mà những điều này tu sĩ số lượng cũng không ít lâm phong thản nhiên nói quý tự nhiên có đắt tiền chỗ tốt tam thiên đại đạo chân quý nữa cũng không cho nhục thể của mình tăng lên hơi trọng yếu hơn thân thể đề thăng ngươi sẽ phát hiện nhiều khi đặc biệt là một ít sinh tử đại chiến tri cường đại thân thể có thể tương trợ ngươi sống đến cuối cùng ta với ngươi thay đổi một tên dáng người hùng tráng tu sĩ nói ngô thạch chính là tinh không ngũ đại luyện thể gia tộc ngô gia cao thủ có người nhận ra người kia tu sĩ không khỏi lên tiếng kinh hô tinh không thế giới có thật nhiều luyện thể gia tộc. Những cái kia luyện thể gia tộc, bọn họ mười phần chú trọng thân thể tu luyện. Thân thể tu luyện, hết sức thống khổ, quả thực là thiên đại tra tấn. Có thể nếu là ở thân thể tu luyện mặt có thể lấy được thành, sẽ cực kỳ nghịch thiên. Dường như Lâm Phong, hắn tu luyện thái cổ long tượng quyết, thân thể vượt qua thần ma. Tại lần lượt đại chiến tri, chi, Lâm Phong cường đại thân thể làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng. Cho nên, tu sĩ không thể quang tu luyện pháp lực, còn muốn tu luyện thân thể. Chỉ bất quá tu luyện thân thể quá khó khăn, quá thống khổ, bởi vậy rất nhiều người vô pháp kiên trì. Điều này cần từ nhỏ khắc khổ tu luyện mới được, tu luyện tới nửa đường lại bắt đầu tu luyện thân thể, hiệu quả hiển nhiên không đạt được kỳ vọng hiệu quả. Thế nhưng những cái kia luyện thể gia tộc, cũng không như vậy, những cái kia luyện thể gia tộc, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng trong tộc đệ tử bắt đầu tu luyện thân thể. Cho nên, nhục thể của bọn hắn rất cường đại, trước mắt người này gọi là ngô thạch tu sĩ thân thể cực kỳ mạnh mẽ hắn lấy ra một mai ngọc đồng, đem thần thông khác ở ngọc đồng mặt. Lâm Phong cảm ứng một chút, phát hạ ngô thạch lạc ấn xuống những thần thông này mình cũng không có tu luyện qua. Lâm Phong không khỏi lộ ra nụ cười, địa long tiên đan thuộc về các hạ rồi. Lâm Phong đem địa long tiên đan giao cho ngô thạch, ngô thạch thì là lộ ra nụ cười, nói, ha 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 ha, đa tạ vị tiểu huynh đệ này. Lão ngô ta đang cần một mai cường đại tiên đan tương trợ ta đột phá gông cùng xiềng xích, hiện nay, rốt cục thấy được thân thể tiến ra hy vọng vậy liền cầu chúc Ngô Huynh thân thể lần nữa đột phá. Lâm Phong cười ôm quyền, lập tức, Lâm Phong tiếp tục nói, để tam kiện bảo bối. Đây chính là chế tạo chuẩn tiên khí tài liệu, như vậy tài liệu, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên, chư vị nắm chắc hảo cơ hội này, nếu là bỏ qua, lần sau muốn lần nữa đụng phải cơ hội như vậy, kia không dễ dàng. Này khối tử ma tiên thiết, cần bốn người loại tam thiên đại đạo tiến hành hối đoái. Rất nhiều người đều là hai mặt nhìn nhau. 40 loại Tam Thiên Đại Đạo cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Hơn nữa, mặc dù tại trận một ít tu sĩ tu luyện rất nhiều Tam Thiên Đại Đạo, thế nhưng là bọn họ sau lưng đều có thế lực cường đại. Những Tam Thiên Đại Đạo này, không phải là bọn họ nghĩ lấy ra cùng Lâm Phong trao đổi có thể lấy ra cùng Lâm Phong trao đổi. Nếu là tùy tùy tiện tiện lấy ra, sẽ gặp đến thế lực sau lưng trừng phạt, bởi vậy, một ít muốn cùng Lâm Phong trao đổi tu sĩ, giờ này khắc này cũng chỉ có thể liên tục thở dài trừ phi là bằng vào cơ duyên của mình lấy được tam thiên đại đạo, cùng thế lực sau lưng không có có quan hệ gì. Những tam thiên đại đạo này, có thể tiến hành giao dịch. Ta tới cùng tiểu hữu trao đổi, một tên lão già nói, thiên nguyệt lão nhân, thấy được người kia mở miệng nói chuyện lão già về sau rất nhiều người không khỏi mười phần giật mình. Thiên nguyệt lão nhân, tinh không thế giới chi cực hạn tán tu một trong, nghe nói thiên nguyệt lão nhân đã sống hai nghìn vạn năm, mà một 700 bảy trăm vạn năm lúc trước, Hắn đã đột phá đến cảnh giới của đế quân. Hiện tại đến cùng là tu vi gì, không có ai biết, đây tuyệt đối là một tôn lão ngoan đồng cấp bậc tồn tại. Bá, Thiên Nguyệt lão nhân tay hào quang lóe lên, một mai ngọc đồng xuất hiện ở tay của hắn. Thiên Nguyệt lão nhân đem ngọc đồng đưa cho Lâm Phong, lập tức nói, trong này ghi lại lấy 40 loại Tam Thiên Đại Đạo, tiểu hữu kiểm tra một chút, nếu là không có vấn đề, tử ma tiên thiết huy lão phu. Chương 3297, cạnh tranh Lâm Phong kiểm tra một chút Thiên Nguyệt lão nhân giao cho hắn 40 loại Tam Thiên Đại Đạo. Lập tức Lâm Phong liền lộ ra nụ cười, này 40 loại Tam Thiên Đại Đạo đều là chưa từng tu luyện Tam Thiên Đại Đạo, Tam Thiên Đại Đạo không có vấn đề, này khối tử ma tiên thiết thuộc về tiền bối. Lâm Phong đem tử ma tiên thiết giao cho Thiên Nguyệt lão nhân. Thiên Nguyệt lão nhân cười gật gật đầu, lập tức ngồi xuống, Lâm Phong cũng ngồi xuống, sau đó bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu vừa mới lấy được 60 loại Tam Thiên Đại Đạo. Hiện nay Lâm Phong đã tu luyện 518 loại Tam Thiên Đại Đạo. Thêm bây giờ 60 loại Tam Thiên Đại Đạo, là 578 loại Tam Thiên Đại Đạo, mỗi lần nhiều nhất tu luyện một loại Tam Thiên Đại Đạo, cũng có thể trên phạm vi lớn để thăng thực lực của mình. Bởi vậy, hiện tại, Lâm Phong không thể chờ đợi được muốn tu luyện vừa mới lấy được 60 loại Tam Thiên Đại Đạo. Nếu là đem này 60 loại Tam Thiên Đại Đạo tu luyện thành công, như vậy, bản thân chiến lực lại đạt được trên phạm vi lớn để thăng thế nhưng lâm phong biết bây giờ còn không phải là rời đi tu luyện những tam thiên đại đạo này thời điểm giao dịch hội chi còn có rất nhiều thứ tốt không lấy ra đâu đặc biệt là kia kiện từ chư thần chiến trường chi lưu truyền tới đồ vật còn chưa từng xuất hiện nha từng kiện từng kiện bảo bối bị lấy ra tiến hành giao dịch độc tổ tà tôn thánh giả hai đại quỷ đế cũng trước sau cùng người khác giao dịch một ít đối với bọn họ tu luyện có lợi bảo bối mà lâm phong thì là chưa từng lại tham dự đến giao dịch chi vị công tử này đồ vật đã thu thập đủ toàn bộ, người xem xét một chút đi. Giao dịch hội tiến hành đến một nửa thời điểm lui tử y đi tới bên người Lâm Phong, đem một cái chữ vật giới chỉ giao cho Lâm Phong. Hảo, Lâm Phong gật gật đầu, lập tức thần niệm xâm nhập chữ vật giới chỉ chi. Cái này chữ vật giới chỉ diện tích không phải là đặc biệt lớn, chỉ có 10 mét vuông mét. Tại chữ vật giới chỉ chi thì là để đó từng cái một trong suốt thủy tinh dụng cụ. Tại thủy tinh dụng cụ ở trong, thì là để đó đủ loại tài liệu. Những tài liệu này vừa vặn bao gồm Lâm Phong cần có 300 loại tài liệu. Thứ nhất trăm loại tài liệu là bồi dưỡng thái cổ tổ trung. 100 loại tài liệu là bồi dưỡng thái cổ hoàng điệp. 100 loại tài liệu là bồi dưỡng hồng hoang luyện ma trùng. Thấy được những tài liệu này về sau Lâm Phong lộ ra sắc mặt vui mừng, có những tài liệu này, ngày sau liền có thể thật tốt hảo bồi dưỡng thái cổ hoàng điệp, thái cổ tổ trùng, hồng hoang luyện ma trùng mẫu trùng. Chắc hẳn thái cổ tổ trùng cùng thái cổ hoàng điệp tất nhiên có thể rất nhanh lớn lên mà hồng hoang luyện ma trùng mẫu trùng cũng có thể đản sinh hạ xuống đại lượng trứng côn trùng. Lâm Phong đem thiên lôi đao giao cho lôi tử y, lôi tử y đem thiên lôi đao thu vào, lập tức rất nhanh trở lại chỗ ngồi của mình vị trí. Mà một kiện lại một kiện bảo bối tiếp tục lấy ra giao dịch. Người kia bạch y nữ tử mua không ít đồ vật, cũng chào hàng rất nhiều thứ. Lâm Phong cảm giác người kia bạch y nữ tử tựa hồ tại thu thập một chút gì đó này nọ, thế nhưng hắn cũng không phát hiện dị thường địa phương. Giao dịch hội tiến hành đến lớn nửa thời điểm Bạch Y nữ tử rời đi. Xem ra nàng cũng không phải là vì kia kiện Chư Thần chiến trường chi lưu truyền tới đồ vật mà đến. Lâm Phong không khỏi hơi hơi nhíu mày, Bạch Y nữ tử rời đi cũng không có ảnh hưởng giao dịch hội. Giao dịch hội như cũ hết sức náo nhiệt, chư vị, ta chỗ này có một mai thánh long quả, không biết có phải hay không là có người đối với cái này đồ vật cảm thấy hứng thú. Một tên năm tu sĩ vừa cười vừa nói, đón lấy, hắn lấy ra một mai trái cây kia mai trái cây bị phong ấn ở một cái trong suốt thủy tinh dụng cụ chi. Mặc dù chỉ là một mai trái cây, nhưng hiện ra rõ ràng một đạo hình rồng bóng dáng. Đạo kia long ảnh phát ra từng đợt thét dài thiên địa thanh âm. Thánh long quả, vậy mà thật sự có loại vật này, thấy được thánh long quả, lúc này liền có người kinh hô lên. Lâm Phong đồng dạng người phần giật mình, hắn tại một quyển đạo kinh gặp mặt đã đến thánh long quả, bởi vậy biết giá trị của thánh long quả rốt cuộc là cỡ nào phi phàm. Năm tu sĩ nói, Thánh Long quả chính là nhất hiếm thấy thiên tài địa bảo. Tin đồn, Thánh Long quả thụ muốn kết xuất tới trái cây, phải hấp thu Thánh Long tinh huyết. Thánh Long, chính là Long tộc chi một loại, nghe nói Thánh Long huyết mạch gần như tại có thể cùng chân Long ganh đua cao thấp. Thế nhưng, Thánh Long quá hiếm thấy, một mực thuộc về tin đồn chi Long tộc, rất nhiều người thậm chí cảm thấy được Thánh Long chỉ là hư cấu gia chủng tộc. Thế giới chân thật chi, cũng không có Thánh Long quả vật như vậy. Đương nhiên, bất kể là chân thật, cũng hoặc là hay là hư cấu. Giá trị của thánh long quả lại là khó có thể tưởng tượng. Thánh long quả đối với long tộc có thật lớn để thăng tác dụng. Có thể trên phạm vi lớn để thăng cơ thể long tộc, linh hồn, huyết mạch. Bên ngoài long tộc tu sĩ thì là không nên phục dụng thánh long quả. Bởi vì thánh long quả dược lực quá bá đạo, hơn nữa chuyên môn nhằm vào long tộc. Đối với chủng tộc khác hiệu quả cũng không rõ ràng. Hơn nữa, những chủng tộc khác phục dụng thánh long quả không chỉ có vô pháp tăng thực lực lên, rất có thể còn có thể bị thánh long quả tổn thương tới thân thể. Quả thật có thể nói là được không bù mất, mai này thánh long quả, ta muốn hối đoái ba gốc trăm vạn năm lấy tiên dược. Năm tu sĩ nói, mười vạn năm lấy linh dược cũng đã cực kỳ hiếm thấy. Huống chi trăm vạn năm lấy tiên dược, đây chính là có thể luyện chế tiên đan linh dược, dù cho bị người đạt được, đối phương cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Huống chi hay là ba gốc, lúc này, Lâm Phong phát hiện Sơn Hà Giới chỉ chi chứng rồng phát ra kịch liệt ba động. Ha ha ăn, Lâm Phong trong đầu vang lên con rắn thanh âm, con rắn tuy chưa từng ấp trứng cũng đã có thể cùng Lâm Phong tiến hành giao lưu. Tiểu gia hỏa này trước sau như một hoàn toàn là một cái tham ăn. Thánh Long quả đối với con rắn hiển nhiên có thể đưa đến thật lớn tác dụng. Cho nên con rắn hiện tại đã không thể chờ đợi được muốn thôn phệ Thánh Long quả. Kiên nhẫn chờ đợi một chút, rất nhanh ta sẽ đem Thánh Long quả giao dịch qua, sau đó để cho ngươi ăn no nê, Lâm Phong cho con rắn truyền âm nói. Tiểu gia hỏa thông linh nghe được lâm phong lời nói này về sau hết sức vui mừng bởi vậy trở nên yên tĩnh trở lại mà lâm phong thì là nhìn về phía năm tu sĩ thánh long quả tuy chân quý nhưng lâm phong vẫn là có ý định cùng năm tu sĩ tiến hành cuộc giao dịch này bởi vì lâm phong không thể chờ đợi được muốn xem đến con rắn thành công ấp nở ba gốc trăm vạn năm lấy tiên dược ta muốn lâm phong nói ha 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 thánh long quả là ta đấy bồn công tử suốt năm gốc trăm vạn năm lấy linh dược Long Vũ Đằng cười lớn nói, một bộ cao cao tại biểu tình nhìn về phía Lâm Phong. Thật lớn thủ bút, rất nhiều người không khỏi lên tiếng kinh hô, chấn kinh không ánh mắt nhìn hướng Long Vũ Đằng. Bỏ ra năm gốc trăm vạn năm lấy linh dược, Long Vũ Đằng thật sự là tài đại khí thô a, à, mà Long Vũ Đằng cũng người phần hưởng thụ xung quanh những tu sĩ kia hoặc là chấn kinh, hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen ghét mục quang. Long Vũ Đằng nghĩa mai nhìn về phía Lâm Phong, nói: Bổn công tử nhìn đồ vật, không ai có thể cướp đi. Về phần ngươi một cái đê tiện chủng tộc gia tu sĩ, cùng bồn công tử tranh đoạt bảo bối, chỉ là tự dước lấy nhục mà thôi. chương 3298, tự dước lấy nhục. Cái này Long Vũ Đằng thật sự là tìm đến cơ hội sẽ dẫm người kia nhân tộc tu sĩ một cước A. À. Ai nói không phải là đâu này, hai người kia hiện giờ xem như đối mặt, bất quá Long Vũ Đằng xác thực có năng lực như thế. Đúng vậy A, à, Long Vũ Đằng xuất thân cao quý, trên người bảo bối có rất nhiều. Trong dạp tu sĩ cũng bắt đầu nghị luận lên hiển nhiên tại những tu sĩ kia xem ra, Lâm Phong là tuyệt đối không có cách nào cùng Long Vũ đẳng cạnh tranh. Lâm Phong thản nhiên nói, mất mặt xấu hổ đồ vật, năm gốc trăm vạn năm trở lên tiên dược cũng dám lấy ra bêu xấu. Thật sự là một con quỷ nghèo, thiếu gia ta suốt 10 gốc. Lâm Phong lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Bất kỳ một cây tiên dược đều là vô giá. Lâm Phong vậy mà trực tiếp suốt 10 gốc cùng trung niên tu sĩ trao đổi thánh long quả. Thật sự là tài đại khí thô a. À. Liên chúng năm tu sĩ đều lộ ra không dám tin biểu tình. Ngươi, sắc mặt của Long Vũ đằng nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, lúc trước hắn còn ngôn ngữ nhục nhã Lâm Phong. Nhưng hiện tại xem ra, vừa mới nói quả thật giống như là từng nhát bà tai vang dội hung hăng rút trên mặt đồng dạng. Sắc mặt của Long Vũ đằng nhiều hơn khó coi có nhiều khó coi. Như thế nào, xuất không nổi giá tiền cao hơn tới, tiên dược rất chân quý sao? Tại loại như người nghèo kiết xác trong mắt, tiên dược có lẽ rất chân quý thế nhưng đối với ta mà nói, tiên dược không đáng kể chút nào. Lâm Phong không khỏi bĩu môi nói, một bộ khinh thường ánh mắt nhìn hướng Long Vũ Đằng, Lâm Phong ngược lại không phải là ở chỗ này tự biên tự diễn. Bởi vì, tiên dược tại Lâm Phong nơi này thật sự không coi vào đâu. Lâm Phong góp nhật vạn tộc, vực ngoại trùng tộc, còn có cái khác từ bên ngoài đến thế lực đại đế nhiều như vậy chữ vật giới chỉ. Còn có bản thân cơ duyên, còn cướp sạch thái thượng tiên tông, bất tử gia tộc, hoàng đạo gia tộc nhóm thế lực bảo khố, bởi vậy, trên người lâm phong tiên dược chừng hơn một ngàn gốc nhiều. Đây là những đại đế đó, còn có rất nhiều thế lực lớn vô tận tuế nguyệt đến nay tích góp. Lại cuối cùng đã rơi vào trong tay lâm phong. Bởi vậy, chỉ là 10 gốc tiên dược đối với lâm phong mà nói xác thực không coi vào đâu. Hảo hảo hảo, lòng vỗ đằng trong con người đã hiện lên lành lạnh sát ý. Hắn nói liên tục ba cái hảo chữ, hận không thể đem nhục nhã lâm phong của hắn phanh thây xé xác, toái thi vạn đoạn thế nhưng hôm nay là tại Bách Nhạc Các trên địa bàn. Long Vũ Đằng cũng không nên làm quá phận, Lâm Phong mỉa mai nói, vũ nhục người khác, người hằng nhục chi, bây giờ là không phải là cảm giác khuôn mặt nóng rát đau. Loại tư vị này sướng hay không? Rất nhiều người nghe được Lâm Phong lời nói này về sau khóe miệng cũng không khỏi kịch liệt co quắp một chút. Lâm Phong đây là đánh Long Vũ Đằng mặt về sau còn không coi xong. Mà còn nếu một lần vạch trần Long Vũ Đằng vết sẹo. Tiểu tử, hiện tại bổn công tử không tính toán với ngươi những cái này. Bổn công tử rất chờ mong thấy được ngươi quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ cảnh tượng. Long Vũ đằng lạnh lùng nói, không sai đằng ít, không cần thiết cùng kẻ này so đo những cái này. Tôn Vĩnh Đào cũng ở một bên khuyên nhủ, Long Vũ đằng gật gật đầu, lập tức ngồi xuống không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là từ Long Vũ đằng mặt âm trầm sắc trên liền có thể biết, giờ này khắc này Long Vũ đằng trong nội tâm là bực nào phẫn nộ. Lâm Phong hao tốn 10 gốc tiên dược cùng người này trung niên tu sĩ trao đổi tới Thánh Long Quả. Sau đó, Lâm Phong đem Thánh Long Quả dược lực luyện hóa, Thánh Long Quả biến thành là tinh thuần nhất năng lượng, mà con rắn cảm nhận được Thánh Long Quả năng lượng về sau nhất thời lên tiếng kinh hô. Vù 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 hô, con rắn bắt đầu điên cuồng thôn phệ Thánh Long Quả năng lượng. Đại lượng năng lượng cũng bị con rắn thôn phệ, răng rắc răng rắc, trứng rồng không ngừng dạn nứt tâm thần của lâm phong giờ này khác này cũng bị dạn nứt trứng rồng cho hấp dẫn thôn vệ thánh long quả về sau trứng rồng có thể hoàn toàn dạn nứt sao nếu là có thể hoàn toàn dạn nứt nhỏ như vậy long muốn xuất thế như vậy nghịch thiên con rắn đến cùng phải hay không thủy tổ long hậu đại đáp án lập tức cũng phải công bố bởi vậy trong lòng lâm phong đều có chút hứa khẩn trương lên răng rắc răng rắc răng rắc trứng rồng vẫn đang không ngừng dạn nứt mắt thấy trứng rồng muốn triệt để nứt ra nhưng vẫn là kém một ít. Dầm dầm rầm con rắn trực tiếp dùng đầu đánh tới trứng rồng xác. Ai ôi, đau quá. Đón lấy, con rắn hét thảm lên. Tiểu gia hỏa này không thể đủ phá khai trứng rồng xác, ngược lại đem đầu của mình đụng cực kỳ đau khổ. Lâm Phong không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Tuy lần này con rắn còn không có có thể ấp nở. Thế nhưng Lâm Phong cảm giác, tối đa lại thôn vệ một loại thiên tài địa bảo, con rắn hẳn là liền có thể ấp trứng thành công từng tên một tu sĩ tiếp tục lấy ra bảo bối của mình tiến hành giao dịch kế tiếp giao dịch bên trong lâm phong vẫn không có xuất thủ có rất ít bảo bối có thể khiến cho lâm phong hứng thú chư vị lão phu đã tới chậm kính xin chư vị thứ lỗi vừa lúc đó một đạo sang sảng tiếng cười bỗng nhiên truyền vào trong rạp đón lấy một tên lão già tiến nhập bao xương ở trong người này lão già một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng hắn ăn mặc một thân đạo bào nhưng trong tay không có lấy phất trần Người này lão già cũng không phải một tên đạo sĩ, Lâm Phong gặp qua rất nhiều không phải là đạo sĩ người đều thích ăn mặc đạo bào. Nghe nói như vậy có trợ giúp ngộ đạo, nhưng loại này thuyết pháp là người phương nào truyền tới, Lâm Phong liền không được biết rồi. Thương Hải lão nhân, là Thương Hải lão nhân, thấy được tên lão giả kia về sau lúc này liền có người kinh hô lên. Cái gì? Vị lão giả này chính là Thương Hải lão nhân, đón lấy, từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Thương Hải lão nhân tựa hồ rất nổi danh. Bởi vì ngoại trừ Lâm Phong, Độc Tổ, Tà Tôn Thánh Giả, hai đại quỷ đế này năm tên từ Cửu Châu đến nơi tu sĩ bên ngoài. Những người còn lại nghe được người này lão giả chính là Thương Hải lão nhân, đều lộ ra chấn kinh biểu tình. Thương Hải lão nhân là người phương nào? Độc Tổ nhỏ giọng hỏi bên người một người tu sĩ, Lâm Phong cũng không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Người kia tu sĩ thì là nhìn quái vật ánh mắt nhìn hướng Độc Tổ. Điều này làm cho Độc Tổ cực kỳ phiền muộn, thiếu chút nữa không có một trưởng trực tiếp rút đi qua. Người kia tu sĩ xem tới được độc tổ tựa hồ thật sự không biết thương hải lão nhân lai lịch, đã nói nói, thương hải lão nhân chính là tinh không thế giới uy danh hiển hách cường giả, người này là là một vị đế tôn cấp bậc cường giả. Đế cảnh thất trọng thiên, đế tôn cảnh giới tu sĩ, chính là ngũ trọng thiên đại đế, đế tôn cấp bậc cường giả, tuyệt đối là tung hoành thiên địa nhân vật. Lâm Phong không khỏi hơi hơi giật mình, không ngờ tới thương hải này lão nhân dĩ nhiên là nhân vật lợi hại như thế. Cấp bậc này, đủ để trở thành một phương đại thế giới chủ nhân, liền được xưng cường giả như mây vạn tộc, đế tôn cấp bậc cường giả cũng không có bao nhiêu người. Rất nhiều người đều tiến đến hướng Thương Hải Lão Nhân chào hỏi. Thương Hải Lão Nhân tu vi tuy cường đại, nhưng làm người hết sức hiền hòa. Một mực mặt mang nụ cười hướng mọi người gật đầu thăm hỏi. Lần này Lão Phu đại biểu Bách Nhà Các, vì mọi người mang đến một kiện đồ vật. Tới cùng chư vị tiến hành giao dịch, Thương Hải Lão Nhân nói, chương 3299, chư thần lệnh, đả thần thạch. Nghe vậy, mọi người tinh thần không khỏi đột nhiên chấn động, rốt cuộc đợi đến kia kiện bảo bối xuất hiện. Điều này làm cho rất nhiều người cũng khó khăn lấy đẻ nén xuống kích động trong lòng tình cảnh. Độc tổ thì là tiếp tục hỏi hắn bên người người kia tu sĩ, Thương Hải Lão Nhân cùng Bách Nhà Các là quan hệ như thế nào? Tin đồn Thương Hải Lão Nhân là Bách Nhà Các Tổng Các một vị đường chủ. Người kia tu sĩ nói, Bách Nhà Các Tổng Các sắp đặt một vị Tổng Các chủ, ba vị phó Tổng Các chủ, tám vị đường chủ, Thương hải lão nhân thân là bách nhạc các tám vị đường chủ một trong Dĩ nhiên là đế tôn cảnh giới cường giả Chẳng phải là nói còn lại bảy vị đường chủ cũng là cái này cấp bậc cường giả Mà thân phận càng cao ba vị phó tổng các chủ Tổng các chủ vậy là cái gì tu vi Bách nhạc các chính là tinh không thế giới bên trong nhất thế lực cường đại một trong Cái thế lực này quả nhiên không thể khinh thường A Cao thủ thật sự là rất nhiều Để cho Lâm Phong cũng không khỏi một hồi tặc lưỡi Không biết kia kiện đồ vật là bảo bối gì có người hỏi cũng sớm đã không thể chờ đợi được muốn nhìn xem kia kiện bảo bối lần này rất nhiều tu sĩ đến đây chính là vì kia kiện từ chư thần bên trong chiến trường lưu truyền tới bảo bối chư thần lệnh thương hải lão nhân nói chư thần lệnh đây là vật gì có người nghi ngờ hỏi lâm phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nguyên bản hắn còn tưởng rằng là một kiện uy lực cường đại bảo bối nhưng hiện tại xem ra tựa hồ là một khối lệnh bài mọi người nên biết hổ phù a à. thương hải lão nhân nói một người tu sĩ nói, hổ phù tự nhiên là biết, một ít thế tục quốc độ điều binh khiển tướng, liền cần dùng đến hổ phù, nghe nói những cái kia thế tục quốc độ binh sĩ chỉ nhận hổ phù không nhận tướng soái Cho nên nói, hổ phù là thế tục thế giới điều binh nơi mấu chốt. Thương Hải Lão Nhân nói vị đạo hữu này nói cực kỳ. Chư thần lệnh cùng thế tục thế giới hổ phù là giống như đúc tác dụng. Này, mọi người chấn kinh nhìn về phía Thương Hải Lão Nhân, trên mặt của mỗi người cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Thương hải lão nhân giải thích nói, tiên thiên sinh linh thống trị hậu kỳ. Tiên thiên sinh linh xây dựng một chi lại một chi khổng lồ tu sĩ quân. Mà những tu sĩ này quân đều là cường giả chân chính A, nghe nói còn có rất nhiều tiên nhân cấp bậc tồn tại gia nhập những tu sĩ này trong quân, từ đó có thể biết những tu sĩ này quân đến cùng cỡ nào cường đại. Mà triệu tập những tu sĩ này quân chính là chư thần lệnh. Năm đó cầm lấy chư thần lệnh, liền tiên nhân cấp bậc cường giả, đều muốn nghe theo hiệu lệnh. Nếu là dám can đảm không từ, giết chết bất luận tội ông trời ơi này lai lịch của chư thần lệnh thật sự là quá kinh người a à. rất nhiều người không khỏi kinh hô lên trên mặt tràn đầy chấn động vô cùng biểu tình lai lịch của chư thần lệnh xác thực quá lớn đón lấy có người nói nói chư thần lệnh tại tiên thiên sinh linh thống trị thời đại xác thực ý nghĩa phi phàm thế nhưng là hiện nay tiên thiên sinh linh thời đại cũng sớm đã kết thúc không biết bao nhiêu trăm triệu năm chư thần lệnh này còn có cái gì giá trị sao rất nhiều người không khỏi gật gật đầu này cũng là đại gia nghi hoặc chỗ chư thần lệnh hiện tại tựa hồ chỉ còn lại có biểu tượng ý nghĩa cũng không có cái khác ý nghĩa thương hải lão nhân mỉm cười nói chư thần lệnh tác dụng rất lớn bởi vì chư thần lệnh là tiến nhập chư thần chiến trường tín vật duy chỉ có nắm giữ người của chư thần lệnh mới có thể dựa theo chư thần lệnh tìm đến chư thần chiến trường sau đó tiến vào chư thần bên trong chiến trường thương hải lão nhân nói cái gì còn có việc này rất nhiều tu sĩ không khỏi kinh hô lên con mắt lại càng là gắt gao tiếp cận thương hải lão nhân trong tay chư thần lệnh nếu là chư thần lệnh còn có làm như vậy dùng như vậy liền thái quá mức chân quý giá trị của chư thần lệnh là vô pháp tưởng tượng tiền bối muốn đổi mấy thứ gì đó lâm phong không khỏi hỏi bao xương ở trong ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía thương hải lão nhân tất cả mọi người muốn biết thương hải lão nhân dùng chư thần lệnh đổi lấy vật gì chư thần lệnh như vậy chí bảo liên lụy đến thần bí khó lường chư thần chiến trường đổi lấy bất kỳ vật gì tựa hồ cũng không quá đáng thương hải lão nhân nói một kiện tiên khí này rất nhiều người cũng không khỏi nhíu mày chư thần lệnh tự nhiên là vô cùng chân quý đạt được chư thần lệnh liền lấy được vô hạn tính khả năng nếu là dựa theo chư thần lệnh tiến nhập chư thần bên trong chiến trường thậm chí khả năng đạt được vài kiện tiên khí nhưng đây cũng như thế nào kia đều là sự tình từ nay về sau đạt được chư thần lệnh nói không chừng còn có thể đưa tới họa sát thân cũng hoặc là dù cho có thể dựa theo chư thần lệnh tiến nhập chư thần bên trong chiến trường cũng có khả năng gặp được nguy hiểm vẫn lạc ở chư thần chiến trường ở trong bởi vậy cái gọi là cơ duyên những cái này đều là nhìn không đến một ít đồ vật mà tiên khí thì là thật sự trí bảo chớ để nói cầm không ra tiên khí cho dù lấy ra tiên khí cũng không có ai hội dùng tiên khí trao đổi chư thần lệnh ha 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 vừa mới cùng lúc mọi người khai mở một cái vui đùa mà thôi mọi người không cần như vậy thật đúng thương hải lão nhân không khỏi nở nụ cười ta đi lâm phong không khỏi trợn trắng mắt thương hải lão nhân một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng vậy mà cũng sẽ khai mở như vậy vui đùa thật sự là ra ngoài ý định rất nhiều người cũng đều không khỏi nở nụ cười khổ thương hải lão nhân tiếp tục nói chư thần lệnh cái này đồ vật đổi lấy một khối đả thần thạch không biết chư vì ai có đả thần thạch loại vật này cũng sớm đã khó có thể tìm kiếm a à. lúc này có tu sĩ nhíu mày nói Lâm Phong lông mày không khỏi khẽ nhướng mày, Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại: Khương gia chi tổ Khương Thái Công, tìm đả thần thạch, rèn đúc chí bảo đả thần tiên, có thể đánh chư thế chi thần. Đả thần tiên, thế nhưng là uy danh hiển hách pháp bảo a, à, là từ xưa đến nay, nổi danh nhất một kiện pháp bảo. Đả thần tiên cùng rất nhiều pháp bảo so với, thậm chí không bằng những cái kia pháp bảo lợi hại. Thế nhưng là đả thần tiên lại có một cái cực kỳ nghịch thiên địa phương đó chính là bất kỳ thần linh cũng không thể tránh thoát đả thần tiên công kích. Nơi này thần linh, chỉ chính là phong hào thần linh thời đại những cái kia cường giả. Đả thần tiên chính là Khương Gia Trí Bảo, truyền thừa cho tới bây giờ. Ban đầu ở thiên võ đại lục thời điểm, Lâm Phong cùng Khương Vũ Điệp quan hệ mười phần thân cận. Đương nhiên, Lâm Phong cùng Khương Vũ Điệp trong đó là thuần túy bằng hữu quan hệ. Nhưng là loại kia sinh tử chi giao bằng hữu quan hệ. Lâm Phong từng nghe Khương Vũ Điệp nói qua đả thần tiên thúc giục đả thần tiên, không ai có thể tránh thoát đả thần tiên công kích. Bởi vậy, cái này chí bảo, đến cùng cỡ nào nghịch thiên, có thể nghĩ. Mà rèn đúc đả thần tiên tài liệu, chính là đả thần thạch. Lão Phu nghe nói trước đây ít năm tinh không thế giới bên trong xuất hiện đả thần thạch. Chư vị nếu là muốn chư thần lệnh, có thể tìm tới đả thần thạch tiến hành trao đổi. Thương Hải Lão Nhân nói, không cần đi tìm kiếm đả thần thạch, kia khối đả thần thạch ở trên người ta. Vừa lúc đó, một giọng nói bỗng nhiên vang dội đón lấy một người tu sĩ đứng dậy hướng phía thương hải lão nhân đi đến trong dạp ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía nói chuyện tu sĩ